Vậy là chúng ta là có. Và cái quan trọng nhất, tất cả các kỹ năng lãnh đạo nha anh chị nhé, tất cả các kỹ năng lãnh đạo là cái kỹ năng lãnh đạo bản thân mình là lãnh đạo là quan trọng nhất anh chị ạ. Chúng ta cần phải lãnh đạo được chính bản thân mình. Và các những người xưa, những người mà cổ xưa người ta nói này, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đó. Tức là sao? Tức là gia đình chúng ta phải yên ổn và bản thân của chúng ta cũng phải là hạnh phúc đã, chúng ta mới xây dựng được doanh nghiệp hạnh phúc được, và chúng ta mới có khả năng làm cho người khác hạnh phúc được. Vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải lãnh đạo được chính bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta phải có năng lực làm cho bản thân của chúng ta hạnh phúc, gia đình chúng ta hạnh phúc, và bản thân chúng ta cần phải có những cái kỹ năng, có những cái kiến thức và có những cái phẩm chất của một người lãnh đạo, thì chúng ta mới xây dựng được cái doanh nghiệp của chúng ta đó. Thế thì muốn lãnh đạo người khác thì trước tiên bạn phải lãnh đạo chính bản thân mình trước. Không thể ngày hôm nay mà mình cãi nhau với chồng, với vợ, đúng không ạ? Cái mặt nặng trịch ra để mà đi gặp khách hàng, hoặc là đang rất là bực tức mà hôm nay mình lên lớp để mình đào tạo, mình giảng được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần phải để ý những cái việc rất là nhỏ như vậy. Đấy. Thế thì cái bài này thì Ma cũng... thu thập thông tin để mà chia sẻ và áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Quá trình lãnh đạo giống như trở thành cũng như là con đường hoàn thiện ấy, và sự phát triển lãnh đạo. Tức là nó có hai cái hoạt động dẫn tới cái công việc lãnh đạo, tức là cái công việc ở bên ngoài và những cái hoạt động ở bên trong anh chị nhé. Đấy, và hai cái điều này, hai cái yếu tố này này, nó dẫn tới cái sự khác biệt anh chị ạ, nó dẫn tới cái sự khác biệt, tức là cái thôi thúc, cái động lực ở bên trong này, cái nội lực ở bên trong của cái người lãnh đạo này. Thì cái điều này nó tạo ra một cái doanh nghiệp khác biệt, tạo ra một cái đội nhóm khác biệt, tạo ra một cái đội ngũ nó khác biệt anh chị ạ. Đó. Thế thì anh chị thấy là cái người lãnh đạo mà tạo ra cái sự khác biệt ấy, thì trong quá khứ thì mình đã thấy là rất là nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất, ví dụ như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình, đúng không ạ, tạo ra cái sự khác biệt. Và giống như là Đức Đà La Đạt Ma là một trong những người mà cũng đang dẫn dắt toàn bộ đạo Phật ở trên toàn thế giới đang tu tập. Và chính bản thân Ngài Chủ tịch của mình ấy đang lãnh đạo một cái cuộc cách mạng giao thông diễn ra trên toàn thế giới. Đúng không ạ? Đó. Thế thì lãnh đạo là phải tạo ra được cái sự khác biệt này. Đó. Vậy thì anh chị nhìn á, ở trong một cái đội quân á, thì cái người lãnh đạo nó khác với người nhân viên, đúng không ạ? Trong một công ty nó khác. Cái đàn ông ấy, con ông chúa nó to hơn cái ông thợ một chút, đúng không? Đấy, thế thì bản thân mình muốn lãnh đạo đội nhóm của mình cũng phải lớn trước khi đội nhóm mình lớn. Anh chị nhé. Đó, tức là mình phải lớn trước khi đội nhóm mình lớn. Mình lớn về cái gì ạ? Lớn về tầm nhìn, lớn về kiến thức, lớn về nội lực, lớn về cả tư duy của chúng ta. Đó, chúng ta phải lớn trước khi đội nhóm chúng ta lớn, lớn trước khi doanh nghiệp chúng ta lớn. Đó. Một cái vai trò nữa là gì? Lãnh đạo là phải biết khả năng của mình đối với những cái rào cản thất bại, có thể vượt qua nghịch cảnh và biến chúng thành cơ hội và kinh nghiệm. Từ đó thực sự thành công này. Phạm vi lãnh đạo là được định dạng bằng ba cái câu hỏi tất yếu, như chúng ta lúc nãy vừa nói đấy, là tôi phải đi đến đâu, cái quan trọng là doanh nghiệp, tức là cái doanh nghiệp của chúng ta phải đi đến đâu, tầm nhìn của tôi như thế nào, đặc biệt là tôi phải tin tưởng vào cái gì. Đó. Tức là vẫn là nguyên tắc hệ giá trị đấy. Nguyên tắc hệ giá trị, và đặc biệt là gì ạ? Đặc biệt đối với lãnh đạo ấy, thì cần phải tích lũy và lựa chọn sẽ quyết định hoàn hảo nhiều hơn cơ hội. Lãnh đạo phải loại bỏ được cái tôi anh chị nhá. Đó, thế thì tí nữa Ma sẽ phân tích cái tôi nó như thế nào. Mình phải loại bỏ được cái tôi. Thế thì cái nhà khoa học Albert Einstein nói là cái tôi và sự hiểu biết là tỷ lệ nghịch với nhau. Đấy. Hiểu biết càng nhiều thì cái tôi nó càng nhỏ đi. Đấy. Hiểu biết càng ít thì cái tôi càng lớn anh chị. Nhà khoa học Albert Einstein là một trong nhà khoa học rất là nổi tiếng, đúng không? Và ông ấy rất là khiêm tốn này, ông ấy nói một câu là không phải là tôi thông minh
mà chỉ là tôi tìm hiểu vấn đề lâu hơn mọi người mà thôi. Ông ấy nói, tức là khi mà ông ấy làm cái gì ấy, thì ông tìm hiểu rất là kỹ và tìm hiểu rất là lâu, đúng không? Mặc dù ông là một nhà khoa học, là một thiên tài, nhưng mà ông ấy vẫn rất là khiêm tốn. Đấy, tức là chúng ta càng khiêm tốn thì cái tôi của chúng ta càng nhỏ xuống. Đấy. Thế thì đối với năng lực của lãnh đạo ấy, thì cái năng lực đầu tiên là chúng ta cần phải biết đến, đó chính là cái năng lực truyền thông và điều hành. Thế thì anh chị thấy là tối nay chị Tuệ Minh có, chị có truyền thông không? Chị có điều hành phòng Zoom không ạ? Đúng không ạ? Thế thì anh chị cần phải truyền thông. Tức là năng lực của người lãnh đạo là cần phải truyền thông và điều hành. Đó. Để tối nay Nông Mao và anh chị với lại chị Tuệ Minh được ngồi với nhau, có phải là từ đầu chị Tuệ Minh mở Zoom xong tạo ra phòng Zoom, phải mua Zoom đúng không? Để tạo ra cái chương trình này. Đúng không ạ? Đó, thế thì lãnh đạo thì chúng ta cũng phải tập làm những cái việc nhỏ như vậy thì chúng ta mới có thể làm lãnh đạo được. Nha anh chị nhá. Thì cái này Nông Mao cũng vừa chia sẻ là vừa trao đổi với anh chị thôi. Đấy, rất là mong tối nay Nông Mao với anh chị sẽ học được một cái bài học gì đó từ những cái sự chia sẻ này. Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Truyền thông, kết quả, thực hiện và kết quả này. Đó, thực hiện và kết quả. Khi anh chị thực hiện mà có kết quả thì lấy cái kết quả này đi gây ảnh hưởng cho người khác. Đấy. Tức là thực hiện và kết quả này ấy, thì lấy cái kết quả của mình đi chia sẻ và gây ảnh hưởng cho người khác, tức là gây cái tầm ảnh hưởng đấy. Đó, gây tầm ảnh hưởng. Và quan điểm chiến lược, khi mà chúng ta có tầm ảnh hưởng trong doanh nghiệp của chúng ta rồi, khi chúng ta có tầm ảnh hưởng trong đội nhóm của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ nêu lên được cái quan điểm chiến lược. Đấy. Và đặc biệt là gì ạ? Chúng ta phải tập làm việc với những người đứng đầu, anh chị ạ. À, ví dụ như là bây giờ anh Triệu Tâm á, anh có 100.000 cổ đông, nhưng mà có phải là anh làm việc với 100.000 cổ đông hết đâu, đúng không ạ? Anh ấy chỉ làm việc với những người đứng đầu thôi. Ví dụ như anh Đạt Hùng rất là giỏi, đúng không ạ? Chỉ làm việc với anh Trịnh Tuấn Anh, làm việc với lại chị Hiền thôi, làm việc với chị Tuệ Minh thôi. Tức là người lãnh đạo là phải người lựa chọn được nhân tố lãnh đạo và làm việc với những người đứng đầu. Vậy thì ngày hôm nay anh chị là master hay là leader hay là expert ấy, hay là top expert ấy, thì anh chị cũng phải sàng lọc xem doanh nghiệp của mình ai là người đứng đầu và ai là người có tố chất lãnh đạo, ai là cái người cùng chí hướng với mình và đi với mình lâu dài. Đó, thế thì anh chị khi mà anh chị lập ra được cái danh sách này thì anh chị sẽ rất là dễ quản lý doanh nghiệp của mình đấy. Đó, thế thì khi anh chị làm được cái việc này á, thì chúng ta quản lý doanh nghiệp chúng ta rất là dễ dàng anh chị nhé. Đây, lãnh đạo thực hiện và kết quả này tạo ra sự ảnh hưởng này. Chị thấy là đây là em Như Huế, đúng không ạ? Anh chị thấy là đây là em Như Huế. Ngày xưa em ấy chỉ là một người cắt tóc thôi, nhưng mà anh chị thấy là bây giờ em Như Huế nó khác ạ. À, đôi lúc chỉ cần cái kết quả như vậy thôi, chia sẻ cho một ai đó, chạm với một người nào đó đang cắt tóc, đúng không? Đấy, em Như Huế ngày xưa chỉ là một người cắt tóc bình thường thôi, một cô bé bình thường, nhưng mà sau khi hợp tác với tập đoàn UST thì bây giờ thay đổi rất là nhiều luôn. Ví dụ vậy, đây chính là thực hiện tạo ra kết quả đấy. Anh chị có thấy khác không ạ? Ngày xưa rất là khác, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ giống như là doanh nhân quốc tế, đúng không? Đấy, đây chính là thực hiện có kết quả đấy. Tức là anh chị hãy về tập hợp tất cả những kết quả mà khi tham gia vào chương trình đối tác ấy, có cái sự thay đổi cả về lượng, kể cả về chất lượng cuộc sống ở cái người đó đấy, là chúng ta cũng nên chia sẻ cái đó. Và thậm chí là lấy cái đó đi chia sẻ được. Ví dụ như là trong hệ thống của Nông Mao ấy, có một cô Kim Liên, cô Nguyễn Thị Liên ấy. Cô ấy chỉ có không biết công nghệ, không biết làm tài khoản, nhưng mà lên top expert được. Cô ấy chỉ có một cái thế mạnh, đó chính là lấy kết quả của nhiều người thành công đi chia sẻ cho nhiều người khác. Đó anh chị ạ. Đấy. Thế thì chúng ta cần phải phát huy được cái thế mạnh của mình nhé. Chứ không phải là người lãnh đạo sẽ là người mà biết tất cả mọi việc, nhưng mà chắc chắn sẽ phải giỏi một cái điểm mạnh nào đó. Đó. Rồi.
Bây giờ Nông Mao sẽ trao đổi với lại cô chú anh chị về cái tiêu chí lựa chọn tướng của Trần Hưng Đạo. Tiêu chí này áp dụng cho doanh nghiệp của chúng ta. Đấy. Vậy thì anh chị thấy là Trần Hưng Đạo là một trong những người ấy, mà được mệnh danh là một trong những cái người tướng giỏi nhất, coi như là của Việt Nam mình, đã từng đánh thắng 3 lần quân Nguyên, đúng không? Và anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới, là một trong những người mà nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Việt Nam mình. Đấy. Và Trần Hưng Đạo nói một câu này: quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông, anh chị ạ. Thế thì anh chị thấy là hiện nay cái đội quân của anh Triệu Tâm ấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay những cái tốp ích vớt tâm huyết thôi, đúng không? Toàn những cái đội quân tinh nhuệ thôi, nhưng mà tạo ra hàng trăm nghìn người khác nữa, hàng trăm nghìn cổ đông khác nữa, đúng không ạ? Thế thì cái tiêu chí này chúng ta cũng cần phải áp dụng này, và đặc biệt là các tiêu chí lựa chọn tướng của Trần Hưng Đạo này, thì theo xem anh chị có bao giờ anh chị đã áp dụng vào doanh nghiệp của mình chưa? Cái tiêu chí đầu tiên á, là hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng hay không. Đấy. Thế thì anh chị thấy là bây giờ anh Đạt Hùng, anh có nói thuyết trình trước đám đông tốt không? Nói có rõ ràng mạch lạc không? Anh Triệu Tâm đứng trước đám đông có tốt không? Em Kim Thơ đứng trước đám đông có tốt không? Đấy, chị Tuệ Minh đứng trước đám đông chia sẻ có tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời, đúng không? Những người mà có những cái lời nói rõ ràng, minh bạch, là những người quân tử, những người làm những cái việc lớn và những người làm những cái việc chính nghĩa, anh chị nhé. Thế thì khi anh chị đi giao tiếp với một người nào đó, cái người đấy nói rõ ràng, mạch lạc, là cái người quân tử và cái người thiên hướng về những cái giá trị. Đấy. Rồi, cái thứ hai, tiêu chí thứ hai là gì? Lấy lời chất vấn đến kỳ cùng để xem cách ứng biến của họ thế nào. À, thế thì anh chị thấy là khi mà anh chị đi gặp một ai đó thì có bao giờ anh chị hỏi, có bao giờ chất vấn vậy? Có bao giờ chất vấn đối tác của mình chưa? Đối tác của mình có lúc nói là tôi không có tiền, đúng không ạ? Và cái dự án này nó lâu, hay là tôi không phù hợp, hay nó nhiều lắm, nhiều cái vấn đề lắm. À, ví dụ như là mình có thể mình chất vấn, đúng không ạ? Mình chất vấn và mình lãnh đạo bằng câu hỏi nhé anh chị nhé. Mình lãnh đạo bằng câu hỏi và chúng ta cần phải chất vấn. À, tức là những cái doanh nghiệp mà bây giờ người ta đi tuyển dụng ấy, thì người ta cũng phải hỏi. À, hỏi xem. Hỏi xem cách ứng biến của họ thế nào. À, ví dụ như là mình hỏi bạn ấy, 3 đến 5 năm nữa bạn có mong muốn là cuộc sống của mình tốt hơn không? Con cái của mình học ở những cái ngôi trường chất lượng hơn hay không? Đúng không ạ? Cái điều đó là những cái điều mà chính đáng, mà ai cũng trả lời là tôi mong muốn điều đó. Vậy bạn đã có cái công cụ nào, có cái cơ hội nào và có cái sự nghiệp nào để giúp cho cái cuộc sống của mình tốt hơn hay chưa? À, ví dụ như vậy, chúng ta cần phải đặt những cái câu hỏi thông minh nhé, cho đối tác của mình. À, cái tiêu chí thứ ba của Trần Hưng Đạo đó chính là cho gián điệp thử xem có trung thành hay không. Đấy, tức là cái người tướng là cái người phải trung thành. Đấy. Thế thì cái câu chuyện là mình lựa chọn tướng vậy thôi, đúng không ạ? Trong quá trình mình làm một thời gian thì mình sẽ biết là cái người nào mà có trung thành với doanh nghiệp của mình không, có đi lâu dài với doanh nghiệp của mình hay không thì mình sẽ biết. Có người thì làm được một thời gian thì ghé qua bảo hiểm, người ghé qua sản phẩm, người ghé qua là tài chính, đúng không ạ? Có rất là nhiều anh chị vừa rồi cũng rút ra được rất là nhiều bài học rồi, đúng không ạ? Cái bài học mà đóng băng một cái sân vừa mới đấy, Nông Mao thì lại cũng không tiện nói điều này vì là... đó. Thế nên những cái tiêu chí này, những cái tiêu chí để mình lựa chọn tướng nhé anh chị nhé. Chúng ta cần phải có những cái tiêu chí cụ thể để chúng ta hợp tác với ai đó. Hỏi rõ ràng, tường tận, xem đức hạnh thế nào. Đấy. Cái lễ hiếu này, ứng biến và cách đối xử ở trong gia đình. À, cái này cũng rất là quan trọng đấy ạ. Một người có hiếu, một người mà có cái năng lực mà trong gia đình của họ rất là hạnh phúc ấy, thì sẽ rất là biểu hiện của người tướng đấy ạ. Đó.
Và cái tiêu chí thứ năm đó chính là lấy của cải thử xem có thanh liêm hay không. Đó. Thế thì ở đây này, cái tiêu chí thứ sáu của Trần Hưng Đạo đó là chính là lấy sắc đẹp mà thử xem có đứng đắn hay không. Đấy. Thế thì những cái tiêu chí này cũng là tiêu chí áp dụng vào doanh nghiệp của mình được nhé anh chị nhé. Mục đích của chúng ta đi kiếm tiền á, chúng ta xây dựng sự nghiệp ấy, thì làm cho gia đình của mình hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Nhưng mà có những người á, đi ra ngoài kia thì không giữ được, đúng không ạ? Không giữ được cái những cái vấn đề như là vấn đề chung thủy hay là đấy. Thế thì những cái thành phần như thế hoặc là có những cái biểu hiện như vậy thì mình cũng phải biết được đấy. Đúng không ạ? 7. Lấy việc khó khăn để thử xem có dũng cảm hay không. Tức là cái cột này nó ở cái cột nghị lực đấy. Cái người đấy là người ta có sẵn sàng chịu gian khổ với mình hay không. Đấy. Thì khi chúng ta đi tuyển dụng ấy, thì chúng ta cần phải trung thực cái điều này với lại chính đối tác của mình. Và vạch ra được cái lộ trình của công ty mình. Và vạch ra được cái xây dựng cái doanh nghiệp này nó đi như thế nào. Và làm như thế nào. Và đối diện những cái khó khăn như thế nào. Thế thì ở đây thì chúng ta cũng cần phải cho đối tác của mình biết được cái điều này. Cái thứ 8 của Trần Hưng Đạo đó chính là gì? Đem rượu cho uống say để xem có giữ được thái độ hay không. Đấy. Rất là vui đúng không? Nhưng mà những cái tiêu chí này có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình được nha anh chị nha. Đấy. Thế thì ông ấy nói một câu này. Lấy đoàn binh để thắng trường trận. Anh chị có biết dĩ đoạn binh chế trường trận ấy là có nghĩa là gì? Lấy ngắn để chống dài. Vậy thì ngày hôm nay anh chị cần phải xây dựng được một đội ngũ tinh nhuệ, cần phải xây dựng được một cái doanh nghiệp vững mạnh, tạo ra cái năng lực tài chính, và chúng ta mới chờ được cái vấn đề là dự án của ta lâu dài, đúng không? Đấy, khi mà anh chị, những cái người mà bây giờ làm chương trình đối tác ấy, mà có thu nhập ấy, thì tuy nhiên cái cổ tức của chúng ta vẫn rất cần, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không cần đến cổ tức. Ví dụ doanh nghiệp, bây giờ nông mao hỏi là những người mà tâm huyết với dự án ấy, khoảng 3 năm nữa chưa cổ tức. Thì có anh chị nào đồng ý là khoảng 3 năm nữa chưa cổ tức vẫn tiếp tục làm? Có sẽ rất là nhiều anh chị đồng ý là khoảng 3 năm nữa vẫn cứ làm, đúng không? Đó. Thế thì anh chị là chị Tuệ Minh bảo là tôi. Có rất là nhiều người, đúng không ạ? Tôi đồng ý. Đấy. Thế thì anh chị thấy là đây chính là một cái cách mà Trần Hưng Đạo xây dựng một cái đội quân tinh nhuệ có thể đánh thắng một cái đội quân hùng mạnh của coi như là Nguyên Mông. Quân Nguyên Mông là ngày xưa là nổi tiếng là chiếm tới coi như là sang châu Âu, coi như là chiếm một nửa châu Âu, coi như chiếm toàn bộ châu Á và chiếm hẳn Trung Quốc. Nhưng mà khi mà đánh sang Việt Nam thì bại trận dưới tay của Trần Hưng Đạo. Và chính cái bài học của những người cổ xưa thế này này thì chúng ta cũng có thể áp dụng vào doanh nghiệp của chúng ta ngày hôm nay được. Đây chính là đúc rút kinh nghiệm hàng nghìn năm. Và đây là một vị tướng của Việt Nam mình rất là đáng học tập. Và anh chỉ cần phải nghiên cứu ạ. Cần phải nghiên cứu ạ. Thế thì công ty chúng ta đưa ra một cái chương trình rất là hay, đúng không ạ? Những người mà hiểu sâu sắc hệ giá trị công ty chúng ta có thể là chúng ta khổ 1-2 năm nữa chúng ta vẫn chấp nhận được, đúng không ạ? Bởi vì cái hệ giá trị chúng ta quá lớn, cái giá trị nhân văn của chúng ta quá lớn, vì chúng ta tạo ra một cuộc cách mạng giao thông trên toàn cầu. Anh chị có biết là ngày hôm qua là ngày 27 tháng 7, đúng không ạ? Để đổi lấy nền độc lập ngày hôm nay. Thì anh chị có biết rằng là có bao nhiêu người nằm ở dưới chân mình không ạ? Có bao nhiêu người hy sinh xương máu cả trả thân mình để giữ nền độc lập ngày hôm nay không ạ? Thế thì tạo ra cuộc cách mạng này cũng cần phải xây dựng một cái đội ngũ tinh nhuệ và hiểu sâu sắc hệ giá trị công ty chúng ta. Và lấy cái việc khó khăn này thử xem có dũng cảm hay không. Đó, tức là cái nghị lực của chúng ta có phát triển hay không. Đó. Thế thì anh chị thấy là đây là một trong những cái kinh nghiệm của Trần Hưng Đạo đã đúc rút rất là lâu rồi. Vậy thì ngày hôm nay Nông Ma sẽ trao đổi với anh chị một chút. Trong 5 cấp độ lãnh đạo, bạn đang ở đâu trong cái 5 cấp độ lãnh đạo này?
tác giả của cái năm cấp độ lãnh đạo này ấy, thì khi nào mà anh chị mà có điều kiện ấy, thì anh chị nên mua cái cuốn sách này ấy. Cái cuốn sách này rất là hay. Cuốn sách này là của John Maxwell tác giả. Thế thì ông này ông ấy có, tức là ông ấy đào tạo rất là nhiều nơi rồi và đào tạo cho rất là nhiều doanh nghiệp và kể cả những người mà kinh doanh ấy, là ông ấy chuyên đào tạo về cái năm cấp độ lãnh đạo này. Vậy thì cái cấp độ lãnh đạo đầu tiên đó chính là cấp độ lãnh đạo bằng chức vụ. Thế là cấp độ lãnh đạo này là cấp độ thấp nhất trong tất cả các cấp độ lãnh đạo, tức là giữa giám đốc và nhân viên thôi, cái mối quan hệ đấy, tức là hết giờ hành chính là về, trả lương xong là về. Tức là cấp độ lãnh đạo này cấp độ bằng chức vụ, hết 8 tiếng là về, tức là người làm công ăn lương. Cái cấp độ thứ hai là cấp độ trao quyền, tức là cấp độ quý mến. Cái cấp độ này là cái cấp độ mà anh chị thấy là cái cấp độ này là cái cấp độ mà nó giống như là mình yêu quý hay là yêu mến một người nào đó đấy. Đấy, yêu mến một người nào đó đấy. Tức là cái vai trò lãnh đạo là chuyển từ cái mệnh lệnh sang cái việc là yêu quý. Tức là tôi làm việc là vì nể anh ấy. Đấy. Khi mọi người cảm thấy yêu thích, quan tâm, bao gồm, quý trọng và tin cậy, họ bắt đầu làm việc cùng với người lãnh đạo của họ và lẫn nhau này. Và điều đó có thể thay đổi toàn bộ môi trường làm việc. Đấy. Mọi người đi cùng với lãnh đạo mà họ thấy phù hợp, anh chị nhé. Tức là cái cấp độ này là cấp độ quý mến, cấp độ lãnh đạo số 2. Thì Nông Mao sẽ nói hết 5 cấp độ lãnh đạo này, xem anh chị là mình ở cái cấp độ lãnh đạo nào và mình cần phải phát triển cái cấp độ lãnh đạo nào để phù hợp với doanh nghiệp của mình. Cấp độ số 3 đó chính là cấp độ sản xuất. Cấp độ này có khả năng làm việc độc lập, quản lý một nhóm, tìm ra lãnh đạo phù hợp cho doanh nghiệp, tìm ra được một lãnh đạo, tức là tìm ra một nhóm, tức là làm việc, khả năng làm việc được một nhóm đấy. Ví dụ như là trong tương ứng trong doanh nghiệp của mình bây giờ, ví dụ như là cái người đấy khoảng master hoặc là expert tầm đó, tức là sản xuất đủ điều kiện để tách biệt nhà lãnh đạo thực sự ra khỏi những người đơn thuần chiếm giữ vị trí lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo cấp độ số 3 luôn làm cho mọi thứ có thể xảy ra đó. Họ có thể tạo ra một tác động đáng kể đến tổ chức. Họ không chỉ làm việc riêng lẻ, sản xuất cho tổ và thêm vào điểm mấu chốt của tổ chức. Một số người không bao giờ chuyển từ cấp độ 2 sang đến cấp độ 3 được. Tại sao? Bởi vì những người đó là thiếu cái sự kỷ luật, tự giác và đạo đức làm việc, tổ chức kỹ năng làm việc hiệu quả. Tức là cái cấp độ lãnh đạo số 3 này là cái cấp độ mà có khả năng tạo ra doanh số cá nhân và tạo ra cái doanh số nhóm rất là tốt. Nhưng mà đối với cấp độ lãnh đạo số 3 này thì cấp độ là chỉ tạo ra được doanh số thôi. Và có thiên hướng là quản lý một nhóm, anh chị nhé. Có thiên hướng quản lý một nhóm nhỏ thôi. Đó. Vậy thì cấp độ số 4 là cấp độ như thế nào? Cấp độ số 4 là cấp độ phát triển con người, anh chị này. Có khả năng đào tạo, sao chép nhân bản và truyền động lực cho người khác. Đó, cái cấp độ này là cấp độ mà truyền động lực cho người khác. Trọng tâm, năng suất và công ty có khả năng tạo ra một nhóm phòng ban. Đấy. Tức là cái cấp độ số 4 này là cấp độ mà 80% thời gian tập trung vào việc phát triển lãnh đạo những người khác, còn 20% là tập trung vào năng suất cá nhân của mình, anh chị nhé. Tức là cái người này có khả năng sao chép và nhân bản và truyền động lực cho người khác rồi, tức là cấp độ số 4 này. Đó. Tức là làm theo cái công thức là 20 và 80, 80% là lãnh đạo người khác và 20% là làm việc cá nhân. Thế thì có anh chị nào mà đang ở cái cấp độ này không ạ, ở trên phòng Zoom của mình ạ?
Cái cấp độ số 4 này là cái cấp độ mà có khả năng lãnh đạo người khác này. Cấp độ số 5 đó là nhà lãnh đạo có tầm nhìn và sứ mệnh lớn. Đó, cấp độ số 5 là cấp độ rất là cao. Cái cấp độ này là cấp độ mà có khả năng lãnh đạo thiên tài anh chị nhé, có khả năng lãnh đạo thiên tài. Những nhà lãnh đạo này á, là lãnh đạo bằng cái tình yêu thương và lòng biết ơn anh chị ạ. Đó, tức là cấp độ lãnh đạo này là cấp độ lãnh đạo mà rất là cao. Ví dụ như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta này, Trần Hưng Đạo này, hay là Đức Phật, đúng không ạ? Đức Phật thì cũng là những nhà lãnh đạo cấp độ số 5, nhà lãnh đạo rất là cao. Đó. Thế thì hầu hết tất cả những nhà lãnh đạo ở đỉnh cao ấy, thì những nhà lãnh đạo này là với cái lòng biết ơn và sự khiêm tốn, họ nâng đỡ nhiều nhà lãnh đạo nhất có thể và giải quyết nhiều thách thức lớn có thể mở rộng ảnh hưởng của họ và tạo ra cái sự khác biệt tích cực ngoài tổ chức và ngoài ngành của họ. Đó, thế thì anh chị thấy là những nhân vật mà Mao đưa lên trên này này là những người mà có khả năng lãnh đạo ở cấp độ số 5 anh chị ạ. Đó, như là Đức Đạt Lai Đạt Ma hay là Chủ tịch hay là Mẹ Teresa cũng là trong những người mà có cái lòng biết ơn và có cái sự khiêm tốn và lãnh đạo bằng tình yêu thương, đúng không ạ? Lãnh đạo bằng tình yêu thương. Thế thì anh chị thấy là để cái cuốn sách này này, cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà tác giả là đó chính là Jim Collins này, là có cái cuốn sách là Từ Tốt Đến Vĩ Đại này này. Thế thì anh chị muốn phát triển lên cấp độ số 5 ấy, thì anh chị cần phải có 3 cái yếu tố để chúng ta cần phát triển từ cấp độ số, tức là từ tốt đến vĩ đại ấy, là cái cấp độ lãnh đạo số 5 này này. Thì chúng ta cần phải thực hiện ba cái công việc chính. Thứ nhất là con người chúng ta phải kỷ luật anh chị nhé, con người kỷ luật. Thứ hai nữa là tư tưởng chúng ta phải kỷ luật này, và hành động chúng ta phải kỷ luật. Đó. Thế thì đối với cấp độ lãnh đạo số 5 ấy, thì con người đi trước, công việc theo sau. Đấy. Tư tưởng kỷ luật đó chính là đối mặt với sự thật phũ phàng nhưng mà vẫn Đấy. Và đặc biệt là chúng ta có cái khái niệm con nhím, văn hóa, kỷ luật và bàn đạp công nghệ. Thế thì con người kỷ luật đấy là nhà lãnh đạo cấp độ số 5 thể hiện sự khiêm tốn và tình yêu thương. Ngược lại, những công ty đối trọng có những cái tôi ấy, là góp phần vào sự tan vỡ. Đấy. Nhà lãnh đạo cấp độ số 5 là thể hiện sự cần cù. Đấy. Thế thì anh chị thấy là lúc nãy ấy, thì mình có nói đến cái tôi, đúng không ạ? Có đến cái tôi. Thế thì cái tôi càng lớn ấy, thì khi nào mà anh chị lãnh đạo ấy, khi anh chị mà cảm thấy mà mình lên expert, lên top, lên sky ấy, mà mình có tiền ấy, hoặc là mình có chút chức vị ấy, thì mình cảm thấy là cái lúc này tự thấy mình hay này, đặc biệt là thấy tự hào này, và có cái xu hướng sống hưởng thụ và tự cao ấy, thì lúc này mình cần phải soi sáng lại chính bản thân mình. Và lúc này theo cái sơ đồ này nhé, sơ đồ này nó nói là cái nó vẫn là cái tham sân si nó dẫn dắt mình này. Đó, cái vật chất, những cái tác động ngoại cảnh ở bên ngoài tác động vào. Đó. Khi nào mà cảm thấy mình hay á, thì lúc này cái tôi bắt đầu mình lớn dần lên. Đấy, và khi mà mình càng thành công ấy, thì cái tôi của mình càng nhỏ xuống, mình càng khiêm tốn mà mình sống hòa thuận ấy. Đấy, thì phát triển về cái góc trí tuệ này và cái góc nghị lực và góc đạo đức. Đấy. Thế thì cái nội lực bên ngoài ấy là bình thản trước ngoại cảnh, đồ vật, giải trí, bạn bè, dư luận. Thế thì ở đây thì khi mà chúng ta từ tốt lên vĩ đại thì chúng ta cần phải bỏ đi cái tôi của mình. Đấy. Lúc nào mà cảm thấy mình hay, mình cảm thấy mình tự hào về mình ấy, thì lúc này mình cần phải soi sáng lại. Đó, mình phải soi sáng lại. Nếu như mình có những cái thái độ mà khinh người ấy, thì lúc này mình cần phải soi lại chính mình. Nhưng mà nó dễ bị ảnh hưởng ấy. Đó. Khi mà chúng ta có tiền, chúng ta có những cái giá trị vật chất ấy, thì chúng ta dễ dàng rơi vào cái cạm bẫy này. Đấy. Thế thì con người đi trước, công việc theo sau.
những cái công ty mà những nhà cấp độ lãnh đạo số 5 này ấy, là những người mà người ta có thể chọn đúng người, chị chọn đúng người phù hợp với hệ giá trị của doanh nghiệp mình. Cái quan trọng nhất là cái gì, cái thứ hai nữa là bắt đầu với ai rồi mới tính đến cái gì. Đấy, anh chị thấy là như cái màn hình ở trên này đấy, thì như cô Liên, cô Thư bây giờ đang là top expert đúng không ạ? Thế thì mình phải xác định được là mình đi với ai. Đấy, mình đi với ai và mình có chọn đúng người hay không, có đúng người có phù hợp với cái hệ giá trị của doanh nghiệp mình hay không đó. Thế thì cái công ty, cái cấp độ lãnh đạo số 5 ấy, là người ta nói là tầm nhìn vĩ đại mà không có con người vĩ đại thì sẽ trở nên vô nghĩa. Đó. Những công ty vĩ đại luôn tuyển đúng người nha anh chị nhé, và có khả năng giữ người thích hợp. Đó. Thì anh chị thấy là chúng ta cần phải áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Đấy. Là việc tuyển người ấy, của các công ty này là khắc nghiệt nhưng mà không tàn nhẫn anh chị ạ, khắc nghiệt nhưng mà không tàn nhẫn. Những người có tiêu chí như lúc nãy mình nói đấy, tiêu chí A đấy, khi còn do dự đừng tuyển vội anh chị nhé, tiếp tục tìm kiếm. Các công ty vĩ đại không theo đuổi mô hình quản trị thử nhiều người. Đó, anh chị thấy là như là anh Trịnh Nguyên Vũ, là anh Đinh Xuân Đông, là cái người mà đi đầu tiên từ ngày đầu tiên với vợ chồng Mao Lý này. Đấy. Thế thì anh chị thấy là như Nông Mao bây giờ chỉ có 4 F1 thôi, nhưng mà 4 F1 này gần như là lên top hết rồi. Đấy, cho nên là anh chị cần phải tuyển những người có tiêu chí A cộng ngay từ ban đầu. Anh chị nhé, và chúng ta cần phải làm việc với ai và làm việc với, đi cùng với ai. Chúng ta phải xác định được điều đó. Đấy. Ngay từ ban đầu, giao cho những người giỏi nhất, có những cơ hội tốt nhất, chứ không phải là vấn đề lớn nhất. Khi biết phải thay đổi nhân sự, hãy hành động ngay. Đó. Rồi về tư tưởng kỷ luật, là đối với sự thật phũ phàng á, nhưng không bao giờ mất niềm tin, anh chị nhé. Đó, thế thì năm 2019 đúng không, thì cũng có rất là nhiều thông tin trái chiều đúng không ạ? Nhưng mà những cái nhà lãnh đạo mà có cái tầm nhìn xa, những người có kiến thức chuyên sâu thì người ta không bao giờ mất niềm tin đúng không? Và có những cái cám dỗ về vật chất đấy mà, có những cái sân sàn tài chính hoặc là có những cái mà nó dễ dàng có thể làm ra tiền cho mình trước, nhưng mà vẫn không thay đổi cái đó chính là cái tư tưởng kỷ luật đấy. Đó. Nhiệm vụ chính trong việc đưa từ tốt đến vĩ đại là tạo văn hóa, trong đó có nhiều người có nhiều cơ hội được lắng nghe. Một là lãnh đạo bằng câu hỏi. Đấy, bằng câu hỏi thì giống lúc nãy là Trần Hưng Đạo ấy, là chất vấn đến kỳ cùng, tức là luôn luôn mình phải đặt câu hỏi cho đối tác của mình. Đấy, không bằng câu trả lời anh chị nhé. Tham gia vào cuộc đối thoại và tranh luận, đừng ép buộc. Thực hiện các cuộc phân tích không đổ lỗi, thiết lập chế độ cờ đỏ để đưa thông tin lên thành công, lên thành thông tin không thể bỏ qua. Đó. Về hành động kỷ luật, về hành động kỷ luật này, văn hóa kỷ luật, hành động kỷ luật. Đấy. Văn hóa kỷ luật là đề ra mục tiêu là thực hiện cho bằng được. Đấy, anh chị ạ. Rồi khái niệm con nhím, đó chính là cái khái niệm mà chương này ấy, là nói đến cái sự khác nhau của loài cáo và loài nhím. Cáo là rất là nhiều cái mưu mô xảo quyệt đúng không, rất khôn ngoan, nhưng trong khi đó nhím chỉ có biết một thứ duy nhất, đó chính là phòng thủ bằng cái lông đấy đúng không, lông con nhím đấy, lông con nhím. Thế thì có khả năng là nhìn thấu mọi vấn đề phức tạp qua những cái cách nhìn đơn giản dễ hiểu này. Vậy thì anh chị thấy là cái khái niệm con nhím đó chính là điều bạn thật sự đam mê là gì? Anh chị phải trả lời được câu hỏi này. Đó, các lãnh đạo phải trả lời được câu hỏi điều bạn thật sự đam mê là gì? Điều bạn có thể làm tốt nhất là gì? Đó, cái điều này anh chị cũng cần phải trả lời được ạ. Và cái quan trọng nhất đó chính là động
cơ kinh tế của bạn là gì. Đó. Vậy thì anh chị thấy nhé, việc thấu hiểu giỏi nhất thế giới là một tiêu chuẩn khắt khe hơn thế mạnh. Bạn có thể thấy, nhưng không có nghĩa là bạn giỏi nhất thế giới. Lợi thế đó, ngược lại này. Đó. Vậy thì anh chị thấy này, cái khái niệm con nhím ấy là quá trình lặp đi lặp lại và là nguyên tắc 10.000 giờ đấy. Anh chị muốn trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó thì anh chị cần phải phát huy chính cái thế mạnh của mình đó, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó. Mình sẽ trở thành chuyên gia, đúng không ạ? Giống như cô Liên ấy, cô chỉ chia sẻ mỗi cái kết quả tài khoản không biết làm, check pháp lý không biết làm, rồi là nói về cổ phần cũng không biết nói, chỉ biết lấy mỗi cái kết quả đi chia sẻ cho nhiều người thôi. Nhưng mà cô ấy vẫn lên top expert được. Tức là hãy tập trung vào thế mạnh của mình anh chị ạ. Hãy tập trung vào thế mạnh của mình nhé anh chị nhé. Thế thì nhím chiến thắng là biết thế mạnh của mình. Vì vậy là vậy thế mạnh của bạn là gì ạ? Anh chị cần phải biết được thế mạnh của mình nhé. Nếu như mình không biết công nghệ thì mình được mình tập trung vào cái thế mạnh chia sẻ của mình. Đó, mình có thể là mình tập trung vào cái thế mạnh của mình đấy. Đó. Thế thì Lý Tử Long từng nói này, tôi không sợ những kẻ biết 1.000 kiểu đá khác nhau, mà tôi chỉ sợ những người luyện 10.000 giờ một cú đá thôi. Đấy, thế anh chị thấy là khái niệm con nhím ấy, là chỉ ra cho mình ấy, là mình hãy tập trung tối đa vào phát huy thế mạnh của chính bản thân mình, đúng không ạ? Đó, mình không chạy theo người khác, mình không chạy theo đám đông, mình không chạy theo tiêu chuẩn của người khác, mà hãy dựa trên tiêu chuẩn của chính bản thân mình anh chị nhé, và thế mạnh của bản thân mình. Đó, bàn đạp công nghệ đối với công ty vĩ đại ấy, thì ở những nhà lãnh đạo cấp độ số 5 ấy, thì công nghệ nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi, trong khi đó văn hóa công ty mới là cái quyết định lớn trong cái việc là mình có trở thành nhà lãnh đạo cấp độ số 5 hay không. Đó, đây chính là cái bàn đạp công nghệ này. Thì đối với những công ty vĩ đại ấy, là không lo tụt hậu về mặt công nghệ. Đấy. Thế thì anh chị thấy là hiện nay công ty của chúng ta cũng thế, đúng không ạ? Công ty chúng ta riêng về mặt công nghệ là chúng ta không phải lo cạnh tranh với ai nữa rồi, đúng không ạ? Chúng ta có một cái thế mạnh, đó chính là rất là nhiều cái công nghệ mà độc quyền mà chi phí rẻ, và hiện nay như Tesla hay là VinFast cũng không thể làm được điều đó. Mà quan trọng là chúng ta không lo về tụt hậu về cái vấn đề là công nghệ, mà chúng ta chỉ cần tập trung vào cái văn hóa công ty thôi. Đấy. Ngược lại những công ty tầm thường ấy là vội vã lo sợ trước những sự thay đổi của công nghệ. Đấy. Anh chị thấy không? Là tầm nhìn của chủ tịch chúng ta là đi trước hàng chục năm, hàng trăm năm rồi. Đấy. Và cái cuối cùng đó chính là bánh đà luẩn quẩn đây này. Bánh đà luẩn quẩn này thì sắp tới đây anh chị hãy cập nhật cái cuốn sách này nhé. Anh chị cập nhật cuốn sách này anh chị đọc. Thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta từ cái nhà lãnh đạo tốt mà lên cái trở thành nhà lãnh đạo cấp độ số 5 ấy. Thì anh chị sẽ đọc cái cuốn sách này. Cái cuốn sách này mang thấy rất là hay luôn. Và rất là mong muốn chia sẻ lại cho anh chị. Đó. Thế thì bánh đà luẩn quẩn này nó giống như là cái bánh xe cuộc đời của mình đấy thôi. Bánh xe cuộc đời đấy thôi. Tức là để mình có cái cuộc sống tự do và hạnh phúc ấy, giống như là cân bằng toàn bộ bánh xe cuộc đời của mình ở trên này này, thì mình cũng phải có trải qua một cái quá trình, đúng không ạ? Có một quá trình rất là lâu dài chúng ta mới làm được điều đó. Đấy, thứ nhất là sự nghiệp, cái này là cái mà mang lên ví dụ thôi anh chị nhé. Cái bánh đà này là một trong những cái mà họ cố gắng bỏ qua quá trình xây dựng nền tảng và tiến ngay đến công ty nhảy vọt. Tức là ở đây thì cái bánh đà luẩn quẩn này chúng ta có thể hiểu là việc chuyển đổi là một quá trình tích lũy ngày qua ngày nhé anh chị nhé, chứ không bao giờ có một cái cú hích là duy nhất hay là tức thời nó đến với mình. Tức là phải tích dần. Đấy, tích dần. Và các nhà lãnh đạo cấp độ số 5 ấy, là không cố gắng tạo ra tinh thần
cho nhân viên, thay vào đó họ đưa ra những bằng chứng cho nhân viên thấy những gì đang làm là hợp lý và sẽ đem lại kết quả. Vậy thì anh chị nào mà bây giờ hợp tác với tập đoàn OT của mình ấy, với lại công ty quỹ đối tác của mình ấy, thì anh chị đã thấy công ty của mình ấy là tổ chức những chương trình event, hội thảo hàng trăm hàng nghìn người và hô hào khẩu hiệu chưa? Chưa, đúng không ạ? Công ty của mình chưa bao giờ làm việc đó. Và chung công ty của mình chứng minh bằng kết quả thực tế, và thậm chí là anh chị cần còn phải tự đi lục lọi và tìm thông tin, đúng không? Đấy, thế thì anh chị thấy là như công ty chúng ta đang là cái công ty mà đang ở cái cấp độ lãnh đạo số 5 này. Đấy. Đó, thế thì anh chị thấy là những cái công ty mà nó có công ty vĩ đại là những công ty mà chúng ta thấy như vậy, nhưng mà những công ty bình thường ấy và những công ty đa cấp gọi vốn bình thường ấy, là người ta thường tổ chức ra những cái chương trình event, hội thảo và kích cái lòng tham, đúng không? Và đặc biệt là cái làm cho cái tâm lý, tức là chúng ta quyết định bằng cảm xúc là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà công ty chúng ta đầu tư bằng gì ạ? Bằng lý trí, bằng sự hiểu biết, bằng sự bình an, bằng sự hạnh phúc, bằng cái sự cho đi, bằng cái sự cống hiến, và đặc biệt là mình đầu tư vào đây còn làm được nhiều cái giá trị nhân văn, đúng không ạ? Đó, thế thì anh chị thấy là cái bánh đà lẩn quẩn này nó cũng rất là hay. Đấy. Để từ tốt đến vĩ đại thì phải trường tồn. Để xây dựng được trường tồn anh chị nhé. À, thế thì tối hôm nay Mao sẽ có một cái câu hỏi dành cho phòng Zoom của mình nữa. Tức là những doanh nghiệp mọi người vẫn còn đang nhìn thấy màn hình không nhỉ? Có. Rồi, Ma có một câu hỏi dành cho anh chị đây. Những doanh nghiệp và các tổ chức khác nhé, hay nhà nước có thể phá sản, nhưng các tổ chức tôn giáo có thể tồn tại hàng nghìn năm và có rất nhiều tín đồ khắp nơi trên toàn thế giới. Theo anh chị lãnh đạo, tôn giáo có triết lý và hệ giá trị gì? Theo anh chị, tại sao những cái tổ chức tôn giáo trên thế giới họ lại tồn tại hàng nghìn năm và có rất nhiều tín đồ ở khắp nơi trên toàn thế giới? Những cái tổ chức tôn giáo này họ có những cái triết lý và hệ giá trị gì? Chưa thấy anh chị nào trả lời câu hỏi này hết. Câu hỏi này rất là hay ạ. Khi nào anh chị trả lời được câu hỏi này, chắc chắn anh chị sẽ là nhà lãnh đạo cấp độ số 5. Hướng con người đến những điều tốt đẹp. Từ anh Nguyễn. Rồi. Anh chị tiếp tục đi ạ. Tiếp tục tư duy và tiếp tục bình luận đi ạ. Anh chị có nhìn thấy rõ câu hỏi không? Có. Rồi, anh chị cứ... Rồi. Chị Nguyễn Ngọc Bình là trả lời là vì con người luôn hướng về giá trị nhân văn, đưa con người hướng luôn hướng thiện. Rồi. Niềm tin và giá trị họ nhận được. Chỗ Hùng Phấn là niềm tin. Anh chị cứ tư duy thêm ạ. Đem Hương Giang thì lại đem lại những giá trị giải quyết, dẫn con người biết cách vượt ngục. À, từ phone iPhone thì không có tên thì gọi là luật nhân quả.
Anh chị nhớ câu hỏi nha, những doanh nghiệp hay nhà nước và những tổ chức khác có thể phá sản, nhưng các tổ chức tôn giáo lại có thể tồn tại hàng nghìn năm và rất nhiều tín đồ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Theo các anh chị lãnh đạo, tôn giáo có triết lý và hệ giá trị gì? Hệ giá trị nhân văn và kết nối yêu thương. Rồi câu hỏi này thì câu trả lời này là tình yêu thương. Nguyễn Anh là tình yêu thương. Hệ giá trị kết nối yêu thương. Nguyễn Hằng là niềm tin về giá trị, dùng tình yêu thương dành cho nhau, đoàn kết là sức mạnh. Anh chị còn bình luận nữa không ạ? Tâm linh và sự tin tưởng, chị Nơi, Gia Lai. Lòng tin để đề cao giá trị lòng biết ơn. Rồi, Nông Mao sẽ cho xem kết quả nhá, xem ai đúng nhất nhá. Giá trị nhân văn, yêu thương, đoàn kết, chung mục đích, tâm linh. Giá trị nhân văn, niềm tin, lòng biết ơn. Rồi, xem có những cái triết lý và hệ giá trị gì. À, bên Thiên Chúa Giáo á, thì tình yêu mến của Chúa là một tình yêu vô điều kiện, chứ không phải tình yêu của thế gian. Bởi lẽ tình yêu của thế gian luôn đi tìm quyền lực và hư danh phù phiếm. À, cái đạo Thiên Chúa này á, họ chỉ có một triết lý rất là đơn giản, đó là tình yêu thương vô điều kiện, anh chị ạ. Ngày hôm nay anh chị, khi anh chị đã lên cao rồi, anh chị đã có tiền rồi, anh chị có, sau này anh chị giàu rồi, anh chị trở thành những người triệu phú, những người tỷ phú rồi anh chị ạ, thì anh chị hãy yêu thương những người nghèo khác, những người thấp hơn mình, những người yếu hơn mình. Đấy, tức là khi chúng ta lên, chúng ta không quay về cái bản ngã và tự cao, tự hào kia, mà chúng ta hãy sống bằng tình yêu thương, anh chị ạ. Đó, tức là cái giá trị đầu tiên của bên Thiên Chúa Giáo, đó là tình yêu thương vô điều kiện, để giúp đỡ nhiều người hơn. Đấy, câu trả lời này rất là đúng ạ. Câu trả lời của cái bạn ban đầu trên này này, cái bạn ở trên cái tình yêu thương này này, bạn Nguyễn Anh này này, tình yêu thương này này, trả lời rất là đúng ạ. Đấy, nhưng mà tình yêu thương bình thường là không đủ nhé. Tình yêu thương vô điều kiện, anh chị thấy là hiện nay á, tất cả nhà lãnh đạo trên thế giới á, thì có phải là đi tìm quyền lực không, đi tìm hư danh phù phiếm không? Anh thấy bây giờ anh chị liên hệ với lại Nga, với Ukraine đi ạ, đang đánh nhau đúng không ạ, đang tàn sát chính tổ tiên của mình, tranh giành nhau từng tí quyền lực đúng không ạ? Đó, và thậm chí Nga đe dọa dùng vũ khí hạt nhân đúng không anh chị? Mỹ thì luôn luôn kích động cho những cái cuộc xung đột ở trên toàn thế giới xảy ra liên tục để bán vũ khí đúng không ạ? Thế thì anh chị thấy là, nhưng mà con người của chúng ta ấy, khi mà sinh ra ấy, ai cũng mong muốn đi theo một cái giá trị nhân văn nào đó, muốn hòa bình, muốn hạnh phúc đúng không ạ? Vậy thì anh chị muốn doanh nghiệp của mình hạnh phúc ấy, muốn doanh nghiệp của mình phát triển được ấy, thì hãy yêu thương vô điều kiện ấy. Anh chị hãy yêu thương giống như là Thiên Chúa. Đó. Thế thì khi chúng ta lãnh đạo ấy, thì cứ nghĩ chúng ta là top expert, chúng ta là sky expert, là chúng ta có hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ cổ phần, người ta hạnh phúc, chúng ta thành công. Nhưng không phải đâu ạ. Vật chất nó chỉ là cái ở bên ngoài thôi. Nếu anh chị giúp đỡ được nhiều người khác hơn, mà chia sẻ giá trị cho cộng đồng và yêu thương cộng đồng nhiều hơn, thì cái điều đấy nó còn hạnh phúc hơn cả tiền bạc anh chị ạ. Đó. Rồi, cái này là bên Thiên Chúa nha anh chị nhé. Thiên Chúa họ có một cái giá trị như thế này thôi, tình yêu thương vô điều kiện này thôi. Đấy, mà Thiên Chúa hiện nay có khoảng gần 2 tỷ tín đồ anh chị nhé. Gần 2 tỷ tín đồ.
Và bên đạo Phật ấy, thì anh chị thấy là chỉ có một triết lý, đó chính là từ bi và trí tuệ thôi anh chị. Đó. Và hai cái giá trị này, hai cái tư tưởng này, tức là cái giá trị về từ bi và trí tuệ này này, là đã xuyên suốt là hơn hai gần 3.000 năm nay rồi. Và hiện nay ấy, bên Phật giáo ấy, thì có khoảng là 1,6 tỷ người đang tu tập theo đạo Phật. Đó, anh chị thấy không ạ? Và bên Thiên Chúa thì có khoảng 1,8 tỷ. Vậy thì anh chị thấy là hai cái đạo này cộng lại thì đã chiếm mất khoảng là một nửa dân số hành tinh này rồi, đúng không ạ? Đó, anh chị thấy là chỉ có một cái triết lý từ bi và trí tuệ thôi. Vậy thì bây giờ anh chị sống tốt, sống tốt với tất cả các cổ đông của mình ấy, xem các cổ đông giống như người nhà của mình ấy. Sống từ bi, sống yêu thương và sống coi như là xem cái người đó giống như trong gia đình của mình ấy, thì anh chị có phải là phát triển cái góc độ đạo đức và từ bi không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì anh chị hãy lãnh đạo bằng tình yêu thương, bằng cái từ bi, bằng sự tử tế của mình ấy. Đó, thì lúc đấy anh doanh nghiệp lúc đấy anh chị sẽ phát triển. Đó. Vậy thì cái giá trị nhân văn của SP của tập đoàn mình ấy, thì anh chị thấy là giá trị của mình có lớn không? Rất là lớn, đúng không ạ? Đó, thì bên đạo Phật nói này, cứu một mạng người là bằng xây 7 tòa tháp anh chị. Vậy thì anh chị hình dung là giá trị của SP của chúng ta ấy, là ngài chủ tịch cũng đã từng nói này, là những gì tôi làm là triết lý, đó là sự tồn tại và cứu hàng triệu người mỗi năm. Vậy thì anh chị thử hình dung là khi chúng ta đầu tư vào công nghệ này, khi chúng ta hợp tác với bên công ty đối tác để phát triển công nghệ này và lan tỏa giá trị công nghệ này cho rất là nhiều người, mình cũng đang tích phước rất là nhiều đấy. Cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, đúng không ạ? Vậy thì mình đang là cái người mà thúc đẩy cho dự án này phát triển, đúng không ạ? Đó. Thế thì anh chị thấy là cái giá trị nhân văn của dự án của chúng ta thì không cần phải nói nữa, nó quá là lớn rồi. Đấy chính là cái hệ giá trị công ty chúng ta sẽ trường tồn. Đó. Và khẩu hiệu của chúng ta là xây dựng Skyway UST để giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Đấy, cái khẩu hiệu này không phải là khẩu hiệu hô để cho vui, hô để cho như là mình cảm thấy tự cao tự mãn, hay là hô để mình tự hào cái điều đó. Nhưng mà thật sự như vậy, bây giờ anh chị hãy xem tất cả những cái diễn biến phức tạp ở trên về biến đổi khí hậu đấy. Đó, về băng tan, hay là về những cái vụ cháy rừng ở bên châu Âu, hay là những cái sóng thần, hay là ở bên Trung Quốc, ở bên Nhật Bản ấy, thì bây giờ tác động bởi biến đổi khí hậu nó rất là nghiêm trọng rồi. Và ngài chủ tịch của mình nói, nếu như mà mình không sống hài hòa với thiên nhiên, chỉ cần 3-40 năm nữa thôi, 2 thế hệ nữa thôi, thì chúng ta có thể là diệt vong. Đó. Vậy thì nhà khoa học Albert Einstein nói, khoa học mà thiếu tôn giáo đó là khoa học khập khiễng, mà tôn giáo mà thiếu khoa học chính là chính là tôn giáo mù quáng anh chị nhé. Albert Einstein là một trong những người mà nhà vật lý. Thế thì anh chị nào có muốn là trong cái lớp học ngày hôm nay mình được làm bài tập cùng với lại cái bài chia sẻ này không ạ? Nếu anh chị nào mà hoàn thành cái bài tập mà Mao đưa ra thì chắc chắn anh chị sẽ lên khoảng, anh chị nào mà chưa lên leader thì chắc chắn anh chị sẽ lên leader. Mà anh chị nào mà đang ở leader thì chắc chắn sẽ lên expert, lên master. Mà anh chị nào mà đang ở master thì chắc chắn mình sẽ lên expert và thậm chí là chúng ta lên top expert. Thế thì những cái bài học này á, những cái bài thực tập này cũng có thể là tham dự cái lớp trực tiếp ấy, thì mình mới có những cái bài tập này. Tức là chúng ta theo nguyên tắc học hành là văn tư tu mà. Học, hiểu và hành, và tạo ra kết quả anh chị nhé, tạo ra kết quả. Thế thì lời khuyên dành cho tất cả các anh chị lãnh đạo ấy, thì chúng ta muốn doanh nghiệp của chúng ta phát triển bền vững ấy, thì nên tập trung phát huy hết khả năng lãnh đạo ở cấp độ số 4. Và chúng ta phải định vị bản thân mình ấy, là nhà lãnh đạo cấp độ số 5. Mình hãy tập yêu thương, hãy tập là sống tử tế. Tức là những cái việc làm đấy rất là dễ. Cho nên dễ thì bên tín đồ, bên đạo giáo ấy, người ta mới tồn tại lâu như vậy.
Cho nên mình chỉ cần thay đổi đi một chút đấy. Đấy, tức là khả năng lãnh đạo bằng sự khiêm tốn và tình yêu thương. Anh chị nhé. Đó. Thế thì có anh chị nào muốn còn muốn trao đổi thêm hay là chúng ta dừng tại đây ạ? Có anh chị nào muốn trao đổi thêm không ạ? À, chỗ câu hỏi này thì gieo hạt đến em Nguyễn Oanh đúng không? Mình sẽ tí nữa mình sẽ xem lại những cái chat này, những cái ô chat này. Rồi, Ma sẽ chia sẻ thêm một chút nữa bởi vì thấy anh chị không phản hồi gì hết. Chị Tuyển Minh ơi. Mình đây. À, còn tiếp tục chia sẻ không? Còn một đoạn nữa. Có. Có nhá. Rồi. Mà sẽ tiếp tục chia sẻ. Ở trong cái bí quyết xây dựng doanh nghiệp cùng với bên công ty quý ấy, thì chúng ta có 6 cái cấp bậc quan trọng. 6 cấp bậc quan trọng. Thì Ma chỉ nói từ cái cấp độ leader thôi. Bởi vì cấp độ, những cấp độ kia rất là dễ đạt được rồi. Vậy thì từ trước tới giờ thì Ma cũng chưa bao giờ soạn cái này ra để mà chia sẻ cái này cho đội nhóm của mình. Thế thì cái cấp độ leader thì nó, mình nói leader thì nó khó hiểu đúng không? Thì mình nói là leader nó tương ứng với tổ trưởng của một nhóm. Vậy thì leader là cấp bậc rất là quan trọng trong 6 cấp bậc. Leader chính là viên gạch nền móng của doanh nghiệp. Đấy. Có nhiệm vụ giám sát quản lý hoạt động diễn ra trong tổ của mình, liên tục truyền thông tin, cập nhật thường xuyên tin mới của tập đoàn, của công ty đến với nhóm của mình quản lý này, hỗ trợ cổ đông về quản lý văn phòng cá nhân, quản lý cổ phần và thúc đẩy phát triển doanh số của nhóm mình. Ngoài ra leader còn có nhiệm vụ theo dõi hàng ngày, ghi chép đầy đủ chính xác mọi hoạt động công việc diễn ra hàng ngày và sổ nhật ký của mình anh chị nhé. Tức là những người nào mà đang ở cấp độ leader ấy, thì cái việc của leader mình sẽ làm những cái việc này đó. Vận hành của tổ này, bên cạnh đó leader có nhiệm vụ là đánh giá định kỳ tình hình và định hướng phát triển cho cả nhóm. Đấy, định hướng phát triển cho cả nhóm. Thế thì ở trên này nó có câu nói này: người hẹp hòi thì sống nhờ và chứ nhận, còn người quảng đại thì sống nhờ bằng chữ cho. Ở đây mình thấy anh Ngọc Bình ấy, đúng không? Anh Ngọc Bình hay cập nhật thông tin cho đội nhóm mình. Mỗi lần mang lên nghe cũng rất là vui luôn, rất là hạnh phúc và cập nhật được nhiều thông tin. Ngay bản thân mình còn lười cái chỗ này. Đấy thì tối nay rất là hoan hỉ và coi như là cảm ơn anh Ngọc Bình rất là nhiều. Anh Ngọc Bình còn ở trên này không biết. Rồi, trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cơ bản của một người leader. Đấy. Như là tạo văn phòng cá nhân này, mua đô này, kiểm tra trang web chính thức và check pháp lý. Như là BVI hay là kiểm toán này, hay là những cái quy định khác của bộ ngành giao thông này. Những cái giấy chứng nhận cổ phần và chứng chỉ quốc tế này ấy, thì người leader là người mà phải làm được việc này. Đấy. Chuyên sâu về tiềm năng công nghệ và hướng dẫn nhóm tải ứng dụng Zoom nha anh chị nhé. Cái này là mang hướng dẫn cho anh chị làm công việc cụ thể luôn đấy. Cái này nó đi vào cụ thể rồi. Đấy, tham gia Zoom đào tạo, tham gia đọc sách buổi sáng và các khóa học đào tạo của hệ thống, hướng dẫn nhóm lập danh sách đối tác tiềm năng. Đó, tức là cái nhiệm vụ người leader ấy, là mình đi gặp những cái cổ đông của mình ấy, những cái đối tác của mình ấy, là cái việc đầu tiên mình cần phải tải ứng dụng Zoom cho người ta trước đã. Những người mà yếu công nghệ và những người chưa có ứng dụng Zoom thì mình phải tải cho người ta. Đấy, và thậm chí là hướng dẫn cho người ta tham gia đọc sách. Chỗ bên chỗ chị Tuệ Minh bữa nay còn đọc sách không? Vẫn đọc sách, chỉ nghỉ rồi mấy hôm nay do đi Hạ Long, ngày mai đã bắt đầu rồi. Rồi, kỹ năng live stream này theo chuyên đề nhé anh chị nhé. Kỹ năng live stream theo chuyên đề. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet. Chỗ này anh Bình làm rất là tốt đấy này. Đó, cho nên là anh chị hãy học anh Bình nhá. Đấy, như trên Zalo, như trên Facebook, trên TikTok. Đấy, TikTok.
biết cách triển khai công việc tổ để hoàn thành kế hoạch đề ra, bám sát tiến độ của tập đoàn, của quỹ này, của hệ thống này, và đặc biệt là bám sát vào cái người lãnh đạo hệ thống của mình là top expert ấy. Cần trang bị những công cụ hỗ trợ khai thác tối đa sức mạnh của nhóm để đạt những cái mục tiêu, đảm bảo sự phát triển, đồng thời tạo ra kế hoạch hành động nhằm phát triển những cái cơ hội tốt hơn để bản thân mình thăng tiến cao hơn. Đấy. Cái này anh chị có thể chụp màn hình ấy, chụp màn hình để sau này mình áp dụng vào doanh nghiệp của mình luôn. Đó, chụp màn hình lại được đấy. Định hướng có thể là anh chị sau này sửa, đấy, các nhà lãnh đạo mình có thể sửa phù hợp vào đúng cái doanh nghiệp của mình. Còn nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhé, tạo lập cái mối quan hệ. Tức là có một số leader bây giờ muốn làm việc ấy, nhưng mà lại không quan hệ tốt với lại cái người top expert ở trên mình. Đấy, cái người này là cái người rất là quan trọng đấy, cái người mà có kiến thức chuyên môn sâu thì mình cần phải là kết nối với người này và báo cáo tình hình cái nhóm của mình với cái người này và làm việc với cái người top này này. Đó, cái người ở trên mình ấy, là mình phải giữ cái mối liên hệ chặt chẽ, mình đừng có làm việc một mình. Đó, làm việc một mình sẽ rất là chậm phát triển. Rồi master thì tương ứng với trưởng phòng kinh doanh này, tương ứng với trưởng phòng kinh doanh thì yêu cầu kỹ năng của trưởng phòng kinh doanh đó là master đấy. Ngoài những kiến thức cơ bản, cấp bậc master có nền tảng kinh nghiệm đó, có một số yêu cầu những kỹ năng như sau này. Thứ nhất là kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật giao tiếp. Thì có một số người ấy, khắc phục những cái điểm yếu này bằng cách là mình có thể mình học những cái lớp MC ấy, những cái lớp học quản lý đứng trước đám đông ấy, mình có thể nâng cao cái kỹ năng này được. Đấy, ví dụ như là anh Bình bây giờ anh đào tạo về cái vấn đề là live stream với lại là nói trước đám đông đúng không? Cho anh Bình anh đang đào tạo, anh Bình không biết còn ở trên này không nhỉ? Kỹ năng quản lý đào tạo trong nhóm mình quản lý này, kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng phát hiện nhân tài, những cái tố chất lãnh đạo trong doanh nghiệp của mình, lắng nghe, phản hồi và xử lý thông tin cổ đông đấy, và các nhóm. Cái vấn đề xử lý thông tin ấy rất là quan trọng nha. Xử lý từ chối quyết định 80% doanh số doanh nghiệp của bạn và tìm ra nhà lãnh đạo tiềm ẩn trong hệ thống. Anh chị này, lưu ý cái chỗ này đấy. Tức là cái kỹ năng xử lý thông tin cực kỳ quan trọng đấy. Ví dụ như là người ta nói là người ta có rất là nhiều người mà ở cấp bậc leader là người ta không biết là doanh nghiệp của mình có thành công không, khi nào dự án nó mới tiến ra thương mại, nhiều câu hỏi lắm. Những người mà mới vào, tức là 80% là câu hỏi là ở trong đầu của họ, cho nên mình phải xử lý được cái thông tin đó, hay còn gọi là xử lý từ chối đấy. Đó. Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải pháp sáng kiến cho cả phòng kinh doanh này. Kỹ năng lập kế hoạch, đặt mục tiêu. Đó, thế thì chỗ đặt mục tiêu này, chỗ em Kim Thơ đào tạo tới có 25 mục tiêu quan trọng trong cuộc đời ấy, đúng không? Đấy, thế thì những cái kỹ năng này mình cũng cần phải có. Kỹ năng thuyết trình Zoom trên văn phòng, hoặc là đào tạo những cái chương trình kỹ năng lãnh đạo trong hệ thống ấy, để nâng cao khả năng lãnh đạo và giúp các leader lên chức master và bản thân mình sẽ thăng tiến lên chức expert. Đó, tức là mình muốn lên chức được thì mình phải giúp leader của mình, anh chị nhé. Rồi có một kỹ năng rất là quan trọng này, kỹ năng theo sát sau khi chia sẻ offline hoặc là chia sẻ Zoom hội nghị, người mới tìm hiểu theo sát người mới đầu tư này, hoặc kèm các leader nhé anh chị nhé, mới mong muốn phát triển đối tác. Cái quy trình theo sát như sau này là sau đó từ 1 cho đến 72 giờ sau. Đấy, tức là sau khi mình chia sẻ offline và chia sẻ Zoom xong ấy, thì mình hãy gọi điện cho người đó luôn ạ. Giống như ngày hôm nay ấy, thì mình không nói, ví dụ như là chương trình UV cho người mới ấy, thì mình mời cái người đó vào thì sau 1 tiếng đồng, tức là mình không được quá 1 tiếng đồng hồ sau mình sẽ phải gọi xác nhận lại. Tối nay anh vào nghe Zoom anh có thấy giá trị không? Anh cảm nhận về buổi Zoom này thế nào? Đúng không? Tức là sau đó 1 giờ hoặc là không quá 72 giờ sau là chúng ta phải xác nhận lại cái thông tin này, xem người ta phản ứng thế nào. Nếu người ta phản ứng tiêu cực thì chúng ta quay về xử lý từ chối ạ. Chúng ta sẽ xử lý từ chối. Còn xử lý tích cực sao ạ?
Nếu người đó phản ứng tích cực thì sao? Phản ứng tích cực thì mình sẽ thiết lập cuộc hẹn thứ hai và tìm cách hỗ trợ, đúng không ạ? Nguyên tắc là chúng ta không được quá 72 giờ sau. Cái này là một trong những kỹ năng một chút đấy nhá, Nông Mao muốn chia sẻ cho phòng Zoom mình thôi. Còn đối với leader mới, theo sát hướng dẫn chi tiết từ 1 cho đến 6 tháng. Có thể có người theo kèm khoảng 1-2 năm. Đấy. Đấy, thế nên khoảng từ 1 đến 6 tháng là kiến thức đã rất là vững rồi. Kỹ năng theo sát là rất là quan trọng đấy. Đó. Thế thì ở đây thì trong cái doanh nghiệp của Mao Lý bây giờ ấy, có cô Kim Thư với cô Liên ấy, là hai người tướng của Mao đấy. Thì bây giờ cái kỹ năng theo sát này là Mao Lý học được đấy. Cho nên ngày hôm nay Mao Lý mới chia sẻ lại cho anh chị đấy. Là kỹ năng theo sát của hai cô rất là tốt. Tức là theo sát một người nào đó thì giúp cho người đó hiểu thật sâu, hiểu thật tường tận, thật kỹ càng về dự án. Thì người ta đầu tư trong cái hiểu biết và trong cái tỉnh thức. Đấy. Master ấy, ngoài ra còn là người thúc đẩy truyền thông tin cho các cổ đông này, đảm bảo cho các leader và cổ đông hoạt động hiệu quả. Đi kèm đó, Master là người thực hiện huấn luyện đào tạo nhân sự và những kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm đào tạo, duy trì, đáp ứng được những cái nhu cầu công việc. Đó. Master sẽ là người tham gia vào quá trình sâu úp nhân sự và tuyển dụng những cái nhân sự mới, hướng dẫn leader cái sơ đồ doanh nghiệp này. Cái sơ đồ doanh nghiệp này rất là quan trọng anh chị này. Không biết là bên cái chỗ chị Tuệ Minh, chị có đào tạo về vẽ sơ đồ doanh nghiệp không biết? Chưa bạn ạ. Các nhóm khác có đào tạo về vẽ sơ đồ doanh nghiệp không ạ? Cái vẽ sơ đồ doanh nghiệp rất là quan trọng đấy ạ. Từ ngày mai anh chị có thể để ý vấn đề này nhé. Vẽ sơ đồ doanh nghiệp ấy thì chúng ta sẽ như thế này ạ. Ví dụ đây là chị Tuệ Minh này. Đấy, chị có thể là vẽ người này là ai, ở đâu, họ làm gì và mong muốn của người này như thế nào. Hoặc là sau chương trình học hành trình thịnh vượng xong ấy, thì mình phải xác định người này là ai và người này người mong muốn sau chương trình người ta học 5 ngày đó ở Quảng Ninh rồi, người ta mong muốn cái gì ạ? Người ta mong muốn, rất là mong muốn phát triển đúng không? Thì mình phải đặt câu hỏi là người này ở đâu và người ta làm gì và mong muốn người ta như thế nào. Từ đó mình sẽ hướng dẫn người này được và người ta mình giúp người này được ạ. Đó, thế là kỹ năng. Đây là một kỹ năng thôi. Chị nhé, kỹ năng. Vẽ sơ đồ doanh nghiệp là chúng ta phải vẽ ra như vậy. Có thể áp dụng sơ đồ đệ nhị thân. Cái sơ đồ nhị thân này thì sau này có khi là chắc là anh chị chưa học cái này. Quản lý nhân sự. Phân công. À, đây này, quản lý kinh doanh. Họ là người dành nhiều thời gian làm việc với các master và các leader và phát triển những cái đối tác mới theo phương pháp 3-5-3-1. Anh chị biết phương pháp 5-3-1 là phương pháp gì không? Phương pháp 5-3-1 này, master thì hàng ngày mình sẽ gọi cho 5 người anh chị nhé. Hàng ngày chúng ta sẽ gọi cho 5 người bạn trong danh khách hàng của mình. Tức là mình gọi có thể chăm sóc, mình có thể gọi là chốt những cái hợp đồng, hoặc là mình gọi động viên, hay là bất cứ, tức là mỗi một ngày mình sẽ thực hiện là 5 cuộc gọi điện thoại. Và 3 có nghĩa là 3 là như thế nào? 3 là mỗi một ngày mình làm quen và bổ sung vào danh sách khách hàng của mình 3 người mới. Đó. Tức là mình có thể đi chơi bóng chuyền, hay là đi chơi cầu lông, hay là đi trên xe buýt, hay là mình đi bất cứ chỗ nào mình có thể làm quen và mình bổ sung, hoặc là mình đi những hội nghị, hay là đi những cái lớp học ấy. Ở những cái môi trường khác ấy, thì mình có thể là mình sẽ bổ sung vào danh sách khách hàng của mình mỗi một ngày là thêm 3 người. Vậy thì anh chị thấy là một master mà mình làm theo đúng quy trình này ấy, mà một tháng 3 người thì 3 là 9 đúng không? Một tháng mình có 90 khách hàng mới. Vậy trong hệ thống của mình mà có 5 người master mà làm theo đúng công thức này thì một tháng mình sẽ có là bao nhiêu ạ? 9, 5, 4, 5 đúng không? Có khoảng 500 khách hàng mới. Đó.
Và một người tức là mình chốt hợp đồng khoảng một người, tức là mình sẽ giúp gặp gỡ một người và có thể là mình chốt hợp đồng. Đấy. Tức là mình giúp một người có thể là đưa ra quyết định đầu tư được. Đấy. Và master thì phải đi đầu tiên phong trong trong cái doanh nghiệp của mình rồi. Đó. Và cũng phải giữ liên hệ tốt với các cổ đông và các top expert ở trên cái tuyến trên, và đặc biệt là theo dõi cái thông tin của công ty mình. Đó. Còn expert thì là tương đương với lại giám đốc kinh doanh. Đó. Ngoài cái nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh, giám đốc kinh doanh còn có thể làm, còn tham gia vào việc tuyển dụng đào tạo nhân sự này, cho các leader đó, và master anh chị nhé. Tức là mình lên đến cấp độ này rồi ấy, thì theo cái sơ đồ đệ nhị thân ấy, thì mình hãy đi theo leader và theo master của mình ấy, thì có thể là mình đi ba người thì mình tham gia vào cái việc là tuyển dụng nhân sự đó, và nâng cao khả năng marketing. Đấy. Giám đốc là người hiểu rõ nhất về nhu cầu nhân lực của bộ phận, cũng như là cách đánh giá ứng viên để lựa chọn những người phù hợp cung cấp nhân sự mới cho doanh nghiệp. Đó. Expert cũng là cái người mà quản lý, lập kế hoạch và giúp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho cái việc mục tiêu chiến lược này, phát hiện nhân tài và ưu tiên đào tạo những người phù hợp hệ giá trị. Đó. Trong doanh nghiệp, đào tạo nhân bản theo quy trình. Bây giờ hiện tại thì chỗ anh chị ấy, bây giờ trên phòng Zoom này có anh chị nào mà đang quy trình đào tạo của mình ấy lên tới 5 giờ trên một tuần không? Hiện nay thì trong hệ thống của Nông Mao với Hà Lý ấy, thì có 5 top expert đang làm việc và có khoảng 20 expert. Thế nhưng mà trước kia mình không đề cao vấn đề đào tạo này thì doanh nghiệp của mình đứng lại đó. Thế thì bây giờ mình phải điều chỉnh lại, đó chính là mình phải nâng cao cái giờ đào tạo này lên đó. Thế thì đào tạo ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái đội ngũ tinh nhuệ có chiến lược tiếp cận thị trường và tạo ra giá trị cốt lõi, phục vụ khách hàng vượt qua sự mong đợi. Đấy. Khi đào tạo ấy, thì sẽ tìm ra những người kiên trì, đam mê và hiểu rõ cái hệ giá trị của doanh nghiệp mình. Đó, cái lợi hại lắm ấy nhá anh chị nhá. Rất là lợi hại khi mà chúng ta đào tạo chuyên sâu á, đi vào trong những cái hệ giá trị của mình ấy, thì sẽ xuất hiện những cái nhân tài. Đấy. Thì ở chân này thì về cái vấn đề á, về vấn đề là cái vẽ sơ đồ á, vẽ sơ đồ nó cũng thế thôi. Vẽ sơ đồ cũng giống như là master. Con người đó phải là ai này, nghề nghiệp họ làm gì này, bao nhiêu tuổi này, ước mơ mục tiêu của người đó này, họ ở cấp nào trong doanh nghiệp của mình quản lý, đề ra giải pháp hiệu quả và hướng hỗ trợ, tức là cái hướng hỗ trợ của mình nó có hiệu quả không. Đặc biệt nữa là dự báo thị trường, kế hoạch thị trường và đánh giá ưu nhược điểm và có chiến lược phù hợp với thị trường. Ví dụ như là Nông Mao chuyển từ Buôn Mê Thuật về Hồ Chí Minh ấy, thì cần phải đánh giá thị trường thành phố Hồ Chí Minh nó có tiềm năng hay không, và ưu nhược điểm và thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh nó nằm ở đâu. Nằm ở cái chỗ là hiện nay thì riêng về dân số ấy, đúng không, là 12 triệu dân số, và có những cái thành phố xung quanh đó là Bình Dương, Bình Phước, Long An hay là Cần Thơ, đúng không? Đây, thị trường rất là tiềm năng. Vậy thì anh chị hình dung này, tại sao Nông Mao lại không ra Hà Nội? Bởi vì Hà Nội thì đã có một cái đội ngũ tinh nhuệ, có hàng chục, hàng tốt, hàng gần trăm top expert rồi, đúng không? Trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có ai làm việc, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề chúng ta hoạch định đánh giá thị trường này cũng rất là quan trọng anh chị nhé. Đó, đây, quan trọng lắm. Xây dựng chiến lược trong quan hệ kinh doanh này thì chắc là anh chị cũng sẽ nắm rõ thôi. Cái vấn đề này chúng ta cần phải liên hệ với lại cái người tốt, cái người sơ khai ở trên mình có trình độ cao hơn, có kinh nghiệm tốt hơn. Với lại cũng phải phối hợp nhuần nhuyễn với lại các cổ đông và đặc biệt là các leader và các master của mình. Và cái cấp độ này ấy, là cái cấp độ mình cần phải theo dõi những cái lịch webinar của công ty này, cập nhật báo cáo của tập đoàn này, phát biểu của chủ tịch này, những cái này là những cái mà mình cũng cần phải để ý.
tức là xây dựng cái mối quan hệ trong kinh doanh ấy, thì những cái này là những cái mà nó rất là quan trọng. Còn top expert thì tương ứng với tổng giám đốc. Cái này Mao chỉ đưa ra cái này nó tương ứng với cấp độ như vậy thôi, còn nếu mà các top thì bây giờ cảm nhận điều này như thế nào thì chưa biết, bởi vì là theo cái cấp bậc từ leader lên nữa. Top expert chính là tài sản của doanh nghiệp, có nhiệm vụ bao quát tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp anh chị nhé. Khi anh chị lên được cái cấp độ này rồi ấy, là anh chị có tính bao quát, xây dựng quy trình vận hành doanh nghiệp, tổ chức họp tổng kết tuần, tổng kết tháng, tổng kết quý, và thậm chí là tổng kết năm anh chị ạ. Đó, tức là tổng kết ở trong nhóm lãnh đạo của mình ấy thôi. Còn tổng kết năm thì tổng kết có thể là mình có khoảng 1.000 cổ đông, hoặc là chúng ta tham gia họp năm với lại ngoài lãnh đạo, ngoài triệu tâm cũng được đông, như vừa rồi là có hàng nghìn người đúng không? Đấy. Với lại là xây dựng cái kế hoạch họp với các lãnh đạo từ các leader trở lên, tham gia họp tốt với các lãnh đạo của công ty, thì cái này thì nó có thường xuyên rồi, đúc rút kinh nghiệm và tìm ra những cái sáng kiến thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, cho cộng đồng xã hội, đồng thời là cống hiến và sự phát triển chung của dự án. Đấy, là người tốt là một trong những người mà gọi là tài sản công ty rồi đấy. Cho nên anh chị khi mà anh chị tham gia chương trình đối tác ấy, thì anh chị cố gắng lên top expert, cố gắng lên top expert, lập kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo văn hóa, đào tạo tư duy và phổ biến các quy định của tập đoàn, của công ty này, chủ động xây dựng văn hóa, xây dựng những cái giá trị nhân văn, tuyển dụng đào tạo con người phù hợp hệ giá trị, nhân cách cốt lõi và lên lịch bài bản khoa học này. Đó. Và đào tạo theo cái ba gốc rễ chính, đó chính là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, để đảm bảo doanh nghiệp phát triển mạnh và bền vững. Đó, tức là top expert thì có những cái nhiệm vụ như vậy. Đó. Thế thì anh chị thấy là hiện nay đấy, thì theo cái sơ đồ này thì theo anh chị là từ cấp độ leader lên đến cấp độ top expert ấy, thì theo anh chị là anh chị muốn mình ở cấp độ nào? Ai cũng mong muốn là mình sẽ phát triển lên cấp độ top expert đúng không? Nhưng mà cái cấp độ leader chính là cấp độ mà cấp độ nền tảng đấy, nó giống như là cái bộ giấy này. Vậy thì nếu như chúng ta ngày hôm nay chúng ta đào tạo được rất là nhiều leader mà nó có chuyên môn và có kiến thức chắc chắn ấy, thì đây chính là cái giá trị nó nằm ở bên dưới đây này. Đó. Còn master và expert nó là cái phần thân này thôi, còn top nó nằm ở trên này. Đấy. Vậy thì anh chị thấy là doanh nghiệp chúng ta muốn phát triển ấy, chúng ta hãy tập trung cho các leader. Và doanh nghiệp của mình càng nhiều leader thì mình sẽ lên chức rất là nhanh. Anh chị nhá. Nó giống như cái tòa nhà này, nó cao chọc trời nhưng mà cái nền móng nó rất là quan trọng đấy. Vậy thì đôi lúc ấy, cái cấp độ leader mình lại không quan tâm, vì nó dễ dàng nó đạt được mà. Đó, dễ dàng đạt được. Cho nên là mình đào tạo cái cấp độ leader là một trong những cái kiến thức nền tảng cơ bản nhất. Đó. Và văn hóa doanh nghiệp thì hiện nay thì hệ thống Đông Mao với Hà Lý thì đang áp dụng một cái văn hóa, đó chính là cái văn hóa là lục hòa này. Cái văn hóa lục hòa này thì tới đây thì Đông Mao sẽ áp dụng, bởi vì là ở Tây Nguyên vừa rồi cũng đã áp dụng rồi. Và cái văn hóa này thì một trong cái văn hóa mà áp dụng văn hóa lục hòa này trong doanh nghiệp của bạn ấy, thì thứ nhất là như cái ông này ông nói này, là có một thời người ta lãnh đạo bằng cơ bắp, nhưng ngày nay lãnh đạo là sống hài hòa, hòa đồng với mọi người nhé anh chị nhé. Thế thì Đức Phật cũng đã từng nói cái điều này, Đức Phật cũng đã từng nói, từng dạy điều này, là sáu pháp hòa, hay còn gọi là kịch lục hòa đấy. Thế thì cái văn hóa lục hòa ấy, thì thứ nhất là thân hòa, thứ hai nữa là khẩu hòa này, thứ ba là kiến hòa, thứ tư là ý hòa, thứ năm là giới hòa, và thứ sáu là lợi hòa. Đó, lợi hòa. Thế thì thân hòa có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải chung sống hòa hợp, hỗ trợ cùng với nhau, ăn ở với nhau, làm việc gần gũi với nhau. Đấy, thế thì khi mà mình chung sống và hỗ trợ cùng với nhau như thế này,
thì mọi cái khoảng cách ấy sẽ không còn khoảng cách nữa. Đó, nhưng mà làm việc xong mỗi người đi ăn một nơi ấy, thì nó chưa phải là vui lắm, đúng không? Nhưng mà trong một gia đình mình coi nhau giống như trong anh em trong gia đình ấy, thì là không còn một khoảng cách gì nữa, thì rất là dễ mà chia sẻ. Kiến hòa đồng giải là thẳng thắn lý giải quan điểm, nâng tầm hiểu biết cho nhau này. Khẩu hòa vô tranh là lời nói hòa thuận, không tranh cãi, anh chị nhé. Ý hòa đồng duyệt là gì? Khi mà chúng ta có những cái bữa cơm thân mật này và có những cái là chúng ta sẽ đưa ra được những cái gọi là mục tiêu chung đấy. Đấy, cùng đưa ra được những cái mục tiêu chung. Vậy anh chị thấy là nếu như mà mình quản lý một doanh nghiệp ấy, mà có 10 người, mỗi người đặt mục tiêu là 10 triệu cổ phần, thì cái câu chuyện bản thân mình có dễ không? Và mỗi một người đặt mục tiêu là năm nay tôi phải lên top hết, cả 10 người đều lên top thì mình lên Sky mất, đúng không? Thế thì mình cùng ăn, cùng ở, cùng làm mà mỗi người tự đặt ra mục tiêu như vậy rất là dễ, đúng không ạ? Nhưng mình đi tìm từng người và động viên từng người rất là khó. Đó. Giới hòa đồng tu là tự giác giữ gìn kỷ luật, nhắc nhở đạo đức và trách nhiệm chung. Cái này thì sống ở với nhau rồi. Lợi hòa đồng quân là chính là cái lợi ích chung và công bằng. Đó. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì dựa trên ba cái trụ cột chính. Xây dựng doanh nghiệp hạnh phúc này này, bền vững này này, dựa trên ba trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên đó chính là tìm chọn đúng người. Đấy, và phương châm là người tài giỏi chưa chắc phải là tài sản của doanh nghiệp, nhưng mà người phù hợp chắc chắn là sẽ là cái người mà phù là tài sản của doanh nghiệp. Đó, văn hóa thì có những cái văn hóa biết ơn này thì với lòng yêu thương này cũng có những cái hệ thống như Mao Lý bây giờ sẽ áp dụng là cái văn hóa là sau này mình ăn cơm mình cũng có thể là thiền biết ơn mẹ trái đất, mẹ thiên nhiên, rồi là biết ơn những người cho mình cơ hội. Đó, thì những cái việc này là những cái việc mà sẽ áp dụng vào văn hóa trong doanh nghiệp sắp tới. Đó. Thế thì doanh số và chức vụ thì nó chỉ là tạm thời thôi, nhưng văn hóa và con người ấy sẽ là tài sản và trường tồn mãi mãi. Khi chúng ta xây dựng được con người ấy, thì con người sẽ xây dựng sự nghiệp cho chúng ta, anh chị nhá. Đó. Và bí quyết để anh chị xây dựng đội ngũ tinh nhuệ ấy, thì Nông Ma cũng soạn ra đây mấy cái tiêu chí này, xây dựng đội ngũ tinh nhuệ này. Thứ nhất là chúng ta phải có triết lý đúng rồi đã. Tuyển đúng người, đào tạo đúng. Thế mạnh là gì? Tuyệt chiêu. Đấy, bây giờ anh chị thấy là bên hành trình thịnh vượng ấy, là có những cái hệ giá trị và đào tạo về tư duy và đào tạo về những kỹ năng rất là tốt, đúng không? Đấy. Thế thì cái thế mạnh là gì này? Tuyệt chiêu này, hệ giá trị này. Hạnh phúc hay không là do cái triết lý này đây. Có sâu sắc hay không? Đấy. Có thể là cái chiến lược tiếp cận thị trường và xây dựng thị trường để vượt qua cái sự mong đợi của khách hàng và trao nhiều giá trị hơn cho khách hàng, vượt qua cái sự mong đợi của khách hàng ấy, anh chị nhé. Và cái thứ ba đó là tiến trình chuyển hóa, đó là tiến trình mà xây dựng đội ngũ này này, là tuyển đúng người, duy trì đào tạo từ 5 cho đến 10 15 giờ trên một tuần, học đóng vai trò là 10%, hiểu 20% và hành là 70%. Đó. Xây dựng đội ngũ liên tục nhân bản và kế thừa con người phù hợp hệ giá trị, anh chị nhé. Đấy, khi mà mình tìm ra được những con người mà hợp hệ giá trị của mình ấy thì sẽ đi rất là lâu dài, đúng không? Rất là yêu và đam mê luôn. Đấy. Và cái quan trọng nhất là cái mục tiêu cao cả, thoát tiền bạc, tình riêng này. Đó, và đam mê này, hiểu biết sâu sắc và phù hợp với cái hệ giá trị ba gốc rễ. Thế thì anh chị thấy là hiện nay á, như anh Triệu Tâm với lại một số người lãnh đạo Việt Nam ấy, cổ phần rất là nhiều rồi, đúng không? Nhưng anh em vẫn làm việc ngày đêm là gì? Vì làm vì đam mê, và cũng có thể là không phải làm việc vì tiền nữa, đúng không ạ? Vì cộng đồng. Đây chính là cái giá trị cốt lõi này, và chính là cái người mà cầm cái sợi chỉ này này. Đó. Thế thì cái con diều này muốn bay cao mà không đứt được ấy, thì cái giá trị cốt lõi của nó ở bên dưới này nó phải có. Thế là cái người điều hành cái doanh nghiệp của chúng ta chính là chúng ta đấy. Mình phải tạo ra được cái sự đam mê và cái sự hiểu biết sâu sắc. Đó.
về cái doanh nghiệp của mình. Đó, thế thì có một số bây giờ có một số anh chị ấy, lãnh đạo từ 500 người đến 1.000 người nhưng mà không có một cái hệ giá trị gì cả, đúng không ạ? Ví dụ như là sân sàn tài chính ấy, có người ta mở ra rất là nhiều luôn, nhưng cuối cùng là sập một cái là cái sợi chỉ này, cái sợi dây nó bay đứt luôn, đúng không? Nó không có một cái giá trị cốt lõi gì cả. Đấy, chúng ta phải xác định được cái giá trị cốt lõi của chúng ta nằm ở đâu và như thế nào, đúng không ạ? Đó, thế thì cái vấn đề Nông Ma cũng muốn chia sẻ với tất cả anh chị, thế thì chúng ta cần đồng đội nha anh chị nhé. À, như là Jack Ma nói đấy, chúng ta cần đồng đội và hãy tìm người phù hợp. Thay vì người giỏi nhất, hãy tập trung vào, đừng có tập trung vào tiền bạc, mà hãy tìm những người chung lý tưởng với mình. Đấy anh chị ạ. Và Bill Gates cũng đã từng nói đấy, tôi không có một bí quyết nào hết, tôi đưa kế hoạch của mình cho tới 1.200 người. 900 người nói không và 300 người lắng nghe tôi. 85 người quan tâm và 35 người nghiêm túc, và chỉ có 11 người thôi giúp tôi trở thành tỷ phú rồi. Thì Nông Mao cũng xin chúc mừng tất cả anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Nông Mao, và chúc cho anh chị là tìm ra được 11 top expert và trở thành tỷ phú của UT trong tương lai. Và xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Tuệ Minh và cảm ơn tất cả anh chị. Rất là tuyệt vời, có đúng không ạ? Cảm ơn Nông Mao rất là nhiều. Nhà mình hãy cùng nhau gõ vào ô chat thật nhiều số 3 để cảm ơn và tri ân đến với cả Nông Mao đúng không ạ? Vâng, thì thời gian thì cũng không còn nhiều nên mình sẽ dành thời gian để chúng ta được lắng nghe sự chia sẻ của Minh Lý nữa. Theo như chương trình thì Minh Lý cũng nói rằng Minh Lý sẽ có một cái chia sẻ rất là tuyệt vời nhưng mà cũng rất là ngắn gọn, và chắc chắn là sẽ có cả sự công bố xem là ai sẽ nhận được những cái phần quà nho nhỏ nhưng mà đầy tình yêu thương và rất là nhiều giá trị từ vợ chồng Nông Mao và Minh Lý, đúng không ạ? Và bây giờ xin mời Minh Lý, lát nữa sau khi Minh Lý chia sẻ xong thì chúng ta sẽ có 2 đến 3 người chia sẻ ngắn những cái giá trị mình nhận được hoặc là những cái cảm xúc của mình khi mà lắng nghe hai vợ chồng Nông Mao Minh Lý chia sẻ, đúng không ạ? Vâng, bây giờ xin mời Minh Lý. Cảm ơn Nông Mao rất nhiều. Minh Lý xin cảm ơn chị Tuệ Minh ạ. Minh Lý gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay ạ. Rất là biết ơn chị Tuệ Minh và ban tổ chức Hành Trình Thịnh Vượng đã tạo điều kiện để vợ chồng Mao Lý được lại được song kiếm hợp bích trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Lời đầu tiên thì Minh Lý xin tự giới thiệu, tên đầy đủ là Hà Thị Lý, năm nay 38 tuổi. Và hiện tại thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Sau một thời gian rất là nhiều năm sống giữa núi rừng Tây Nguyên, đúng không ạ? Và năm nay thì vợ chồng Hà Lý quyết định hành trình về phương Nam để gieo những hạt kim cương UST đến với mảnh đất phương Nam. Hy vọng là trong thời gian tới sẽ được chung tay cùng với tất cả anh chị ở miền Nam để cùng gieo hạt ạ. Thì với bản thân Hà Lý thì biết đến cơ hội UST đó là một điều may mắn, anh chị ạ. Tại vì Hà Lý biết đến cơ hội này thì thông qua một người quen trên Zalo thôi ạ. Và khi mà tìm hiểu thì thấy được cơ hội này nó mang một cái giá trị nhân văn đối với xã hội. Thì trước đây thì vợ chồng Hà Lý là làm công chức. Hà Lý bản thân là giáo viên dạy môn sinh học nên là rất là yêu thích những cái sản phẩm thân thiện môi trường, những sản phẩm mà mang tính xã hội cao, nhân văn cao. Và với bản thân Hà Lý thì để mà lựa chọn một sự nghiệp hay một công việc để làm thì thường đưa ra những rất là nhiều tiêu chí mà Hà Lý thường đưa ra cho bản thân mình là tiêu chí là lựa chọn sự nghiệp nào mà vừa lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, hài hòa với thiên nhiên. Và rất là may mắn khi mà tìm hiểu về cơ hội UST, Skyway đấy.
thì Hà Lý thấy được là nó đầy được đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí đó, và Hà Lý quyết định lựa chọn và chọn là đầu tư là cổ đông của tập đoàn Unity Syntic Technology và là đối tác phát triển của Skywork Community cũng là gần 4 năm. Và Hà Lý rất là biết ơn người đã cho Hà Lý cơ hội, biết ơn những anh chị luôn hỗ trợ, đặc biệt là biết ơn bạn Triệu Tâm đã đưa cơ hội về Việt Nam, biết ơn ngài chủ tịch đúng không ạ? Anthony Zunicki đã tạo cơ hội cho chúng ta được đồng số công nghệ cùng với Nga. Biết ơn ban lãnh đạo tập đoàn và biết ơn tất cả những anh chị đã luôn đồng hành và tin tưởng vợ chồng Hà Lý suốt hơn 3 năm qua. Và những thông tin, những kiến thức, đúng không ạ? Những kinh nghiệm thì buổi tối hôm nay anh chị đã được nghe anh Nông Mao chia sẻ, đúng không ạ? Để chúng ta có thể xây dựng doanh nghiệp của mình là phát triển là trường tồn, hạnh phúc và thịnh vượng. Chắc chắn là rất là nhiều anh chị, Hà Lý để ý là rất nhiều anh chị rất là chăm chú và ghi chép rất là cẩn thận. Thì Hà Lý cảm thấy rất là vui mừng khi được gieo hạt ngày hôm nay. Thì đối với bản thân Hà Lý thì và đội nhóm Tây Nguyên thì cũng không có nhiều bí quyết ạ, chỉ là đơn giản bằng cái tình yêu thương, bằng cái sự biết ơn và làm bằng cái tâm và cho đi. Khi chúng ta sống bằng lòng yêu thương, sống bằng lòng biết ơn và sống bằng cho đi thì mình sẽ cảm thấy rất là bình an và hạnh phúc. Và đối với bản thân Hà Lý khi lựa chọn sự nghiệp này thì Hà Lý là đã tìm được ngọn đuốc cuộc đời của mình và làm việc cảm thấy là rất là đơn giản và bình an anh chị ạ. Và tối ngày hôm nay thì Hà Lý muốn gửi thông điệp để anh chị qua một bài hát, và Hà Lý xin phép chia sẻ màn hình ạ. Có chia sẻ màn hình được không chị Tuệ Minh ơi? Được, cho chị một tí. Minh Lý, được rồi em ơi. Đồng chí rồi. Cảm ơn chị. Tối nay Hà Lý sẽ gửi một thông điệp đến với anh chị thông qua một bài hát và Hà Lý thấy tâm đắc nhất. Đó là bài hát Sông và Biển ạ. Lý chia sẻ lại màn hình ấy, xong lúc chia sẻ thì em ấn vào cái mục chia sẻ cả âm thanh nữa. Nhân loại sống yêu thương cộng đồng, không phải cho riêng mình, yêu thương và cho đi, hãy cho đi hào phóng, sống cho mọi người. Tuyệt vời quá, chúc mừng Trần Tâm đúng không ạ? Đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Đó là thông điệp của Hà Lý muốn gửi đến mọi người hôm nay ạ. Nên là khi chúng ta thấy một vấn đề gì đó, chúng ta hãy đơn giản đúng không ạ? Đừng có suy nghĩ phức tạp. Cũng như chúng ta làm công việc này, khi chúng ta thấy giá trị thì chúng ta hãy gieo đi. Hãy gieo đi vô điều kiện anh chị ạ. Qua bài hát này thì cũng vậy thôi. Khi mà Hà Lý đưa ra thì rất là nhiều anh chị đã đưa ra rất là nhiều câu hỏi. Rất chúc mừng anh chị. Và Hà Lý thấy là bạn Trần Tâm là đúng ý với Hà Lý nhất. Sẽ tặng thêm bạn Trần Tâm thêm một cuốn sách nữa. Lúc nãy là câu đầu tiên bạn đã được nhận. Và xin chúc mừng bạn Trần Tâm. Ý Hà Lý xem lại từ đầu á, là có anh Bình này, có anh Bình được một cuốn này, rồi có Nguyễn Anh này. Rồi tí nữa sau phần chia sẻ Hà Lý sẽ công bố ạ. Và bây giờ là thông điệp thứ hai Hà Lý muốn thông qua một bài hát, tại vì anh chị đã nghe rất là nhiều những kiến thức của anh Nông Mao rồi đúng không ạ? Bây giờ thì là những thông điệp mà Hà Lý mong muốn gửi cho mọi người.
từ cuộc đời các vĩ nhân thế giới. Mọi người có nghe rõ không ạ? Em mọi người nghe kỹ nhá. Bây giờ xin cảm ơn tất cả anh chị đã trả lời cái thông điệp ngày hôm nay. Thông qua bài hát này thì Hà Lý mong muốn gửi thông điệp với tất cả anh chị. Chúng ta hãy hiểu, đúng không ạ? Hiểu thương. Và khi mà chúng ta hiểu sâu thì chúng ta có tình yêu lớn, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có sự thấu hiểu thì có sự yêu thương rất là lớn. Và kể cả chúng ta làm công việc này, đúng không ạ? Chúng ta có thấu hiểu, chúng ta mới lan tỏa cái giá trị này đến với mọi người. Nếu mà chúng ta không chưa thấu hiểu thì tốt nhất chúng ta đừng nghĩ vội đi chia sẻ đến với mọi người, đúng không ạ? Có thể sẽ làm mất cơ hội của những anh chị mà chúng ta chia sẻ. Hãy hiểu sâu và có niềm tin vững chắc đối với cơ hội này, đối với tập đoàn, đối với chủ tịch và đối với công nghệ UET thì chúng ta hãy chia sẻ và hãy sống bằng tình yêu thương. Nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó có những điều kỳ diệu. Chúc tất cả anh chị ở đây chúng ta đều có những tình yêu thương lớn và chắc chắn những điều kỳ diệu sẽ đến với anh chị. Hà Lý xin cảm ơn ạ. Và Hà Lý xin công bố danh sách. Hà Lý xin công bố là danh sách những anh chị mà sẽ được nhận phần gieo hạt của vợ chồng Hà Lý ngày hôm nay. Thứ nhất là bạn Trần Tâm sẽ được hai cuốn ạ. Anh Ngọc Bình, bạn Oanh Nguyễn, bạn Hường Nguyễn và cuốn nữa là bạn Em Huyền Nguyễn ạ. Chúng ta hãy cùng lắc hoa tay để chúc mừng tất cả những anh chị đã được nhận gieo hạt ngày hôm nay ạ. Cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe sự chia sẻ của vợ chồng Hà Lý ngày hôm nay ạ. 10 cuốn nha Hà Lý. Hà Lý 10 cuốn quyển chuyển cho chị Minh để chị Minh còn lại là gieo hạt cho phòng Zoom của chị Minh. Minh Lý ơi, sao bị mất tiếng tắt tiếng. Lại từ đầu nhé. Xin lỗi. Chẳng hiểu sao lại bị tắt tiếng lúc nào vậy. Lúc nãy mọi người có nghe Hà Lý công bố không ạ? Vậy là Hà Lý sẽ gieo hạt là vợ chồng Mao Lý sẽ gieo hạt 10 cuốn từ tốt đến vĩ đại. Và có 6 cuốn đã được gieo hạt và còn 4 cuốn thì Hà Lý sẽ chuyển đến ban tổ chức Hành Trình Thịnh Vượng gieo hạt đến đội ngũ Hành Trình Thịnh Vượng ạ. Những anh chị nào mà có nhận được gieo hạt thì ebook với Hà Lý để gửi địa chỉ để Hà Lý sẽ gửi phần quà đến tất cả anh chị ạ. Cảm ơn Hà Lý rất là nhiều cả nhà mình ơi, bên cả nhà mình công bố cái số điện thoại Zalo lên trên đấy xong là để mọi người kết nối mấy người mà có đấy. Minh Lý ấy rồi, Minh Lý gửi có gửi số điện thoại, mọi người có thể kết nối Zalo với Hà Lý để anh chị gửi địa chỉ ạ. Xin Hà Lý xin cảm ơn ạ. Tôi sẽ nhận hộ Huyền Nguyễn. Ai mà nhờ Minh nhận hộ thì cứ inbox để Minh cũng sẽ báo với cả Hà Lý. Còn ai mà tự nhận thì chúng ta sẽ inbox cho Hà Lý để chúng ta nhận về. Rất là biết ơn vợ chồng Nông Mao và Hà Lý, quá tuyệt vời ạ. Đã dành thời gian để chia sẻ cho cộng đồng Hành Trình Thịnh Vượng rồi nhưng mà lại còn có cả quà nữa. Rất là tấm lòng, rất là vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là giơ tay để chúng ta hãy để chúng ta hãy nêu những cái giá trị nhận được và chúng ta nêu những cái lời cảm ơn và tri ân đến vợ chồng Nông Mao Hà Lý. Em mời chị Thanh Hương ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn Tuệ Minh, cảm ơn MC Tuệ Minh, xinh đẹp và rất là tuyệt vời ạ. Vâng, Thanh Hương xin chào toàn thể anh chị em
Hiện bây giờ là còn 89 ạ, cô chú anh chị còn ở trong phòng Zoom. Xin chúc mừng toàn thể các anh các chị em đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta lĩnh hội toàn bộ kiến thức của hai vợ chồng anh Mao Lý và của chị anh Nông Mao và chị Hà Lý, là văn phòng Tây Nguyên, là một văn phòng mà chúng ta được tên là gieo hạt kim cương trên mảnh đất màu mỡ UST. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thì Thanh Hương cũng xin giới thiệu là tên Hương đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hương, 59 tuổi, Hương đến từ văn phòng Tây Bắc của Lào Cai. Rất vinh dự cũng được chia sẻ với các bạn về cái nội dung hôm nay. Thì xin cảm ơn bạn Nông Mao. Trước tiên là cảm ơn bạn Nông Mao ạ. Bạn đã cho chúng ta biết về cái chương trình. Chúng ta biết về cái chương trình là quản lý và lãnh đạo. Tức là cho chúng ta biết một cái kỹ năng về quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cá nhân của chúng ta. Tức doanh nghiệp của chúng ta bây giờ là doanh nghiệp của ngài chủ tịch Anatoly Junitskaya, tức là doanh nghiệp UST của chúng ta. Khi chúng ta tham gia vào thì đó là doanh nghiệp của chúng ta. Chúng ta vừa là giám đốc, vừa là nhân viên, rồi vừa là tuyển, rồi là vừa để đào tạo giúp đỡ. Đấy là văn phòng của chúng ta. Nó gọi là văn phòng doanh nghiệp riêng cá nhân của chúng ta. Thì anh Mao đã cho chúng ta biết 5 cấp lãnh đạo ạ. Anh Mao đã phân tích chi tiết cho chúng ta 5 cấp bậc của lãnh đạo, và cấp cao nhất là tổng giám đốc đấy ạ, tổng lãnh đạo, tức là những người sống có sự khiêm tốn, tình yêu thương, con người có kỷ luật cao nhất, và con người luôn đi trước, công việc theo sau, và là con người vô cùng kỷ luật. Và trong đó thì cái sự nghiệp của chúng ta là những người lãnh đạo cao cấp này thì lại tuyển chọn được đúng người và phù hợp với xu hướng và giá trị doanh nghiệp của chúng ta để chúng ta đào tạo, và chúng ta đi từ những việc nhỏ đi đến những việc vĩ đại. Đấy, chúng ta tuyển người, giữ người thích hợp. Và cái công ty của chúng ta là công ty vô cùng khắc nghiệt nhưng không tàn nhẫn. Chúng ta nên nhớ hai câu này. Cái tập đoàn của chúng ta vô cùng khắc nghiệt nhưng không tàn nhẫn. Thưa các anh, các chị em, chúng ta nên nhớ ạ. Và chúng ta nên biết rằng chúng ta đi cùng ai và chúng ta đang làm việc cùng ai. Đấy là cái điều quan trọng ạ. Thì thưa toàn thể các bạn, thì chúng ta, bạn đã đưa ra một số cái thế mạnh thì chúng ta phát huy từ cái con nhím ạ. Đúng là chúng ta phải phát huy cái thế mạnh của mình. Là con nhím thì nó có mỗi cái lông thôi ạ. Thế nhưng nó phát huy cái thế mạnh của nó để nó chống đỡ lại các kẻ thù khôn ngoan, danh ma quỷ quái, là con nhím nó chiến thắng. Nó chỉ có dùng cái lông của nó thôi ạ, để nó bảo thủ, nó giữ gìn cái bản thân của nó. Nhưng mà không thể ai chiến thắng được con nhím ạ. Đấy là các bạn đã đưa ra những cái ví dụ rất là thực tế ạ. Thế rồi thì các bạn đã đưa ra cái bàn đạp công nghệ ạ. Từ một cái công ty vĩ đại chỉ có là 20% thôi ạ. Và sự thành công của cái công nghệ của chúng ta là 80% là do cái văn hóa của công ty. Đấy, 20% nó là sự thành công của cái công nghệ thôi ạ. 80% là do văn hóa của công ty chúng ta. Và anh cũng đưa ra một cái ví dụ nữa là ở cái bánh đà và cái vòng luẩn quẩn. Thế như chị Lý đã phân tích là chúng ta đưa ra một cái bánh đà tốt quay đều đều, muốn cho đều đều chúng ta phải quay vòng thật tốt đều đều và lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng nó phải có cái trục tốt, tức là chúng ta phải có tư duy, có kiến thức, có kỹ năng để chúng ta khi làm một lãnh đạo chúng ta phải nắm chắc cái vấn đề đó. Xong đó ta có phải sống khiêm tốn và có tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương này nó phải nói là vô điều kiện ạ. Thì chúng ta mới làm được cái vấn đề lãnh đạo cấp cao ạ. Đấy, xin toàn thể anh em chúng ta nhớ và học tập là khi Sinh Đông Mao đã truyền tải cho chúng ta nên nhớ những vấn đề quan trọng này ạ. Rồi thì chúng ta dạy cho mọi người là truyền tải về cái Zoom đấy ạ. Đấy, những cái đối tác của chúng ta là phải truyền tải Zoom cho họ. Tải Zoom cho họ để họ được vào các buổi Zoom để được nghe, lắng nghe về công ty, về công nghệ, thế rồi về ngài chủ tịch, rồi về cái pháp lý, chế pháp lý, rồi thì là quyền lợi được hưởng. Đấy là về, và tiếp tục là động viên cho anh em đọc sách buổi sáng để chúng ta có những kỹ năng và cái nghệ thuật ứng xử cơ bản trong cái vấn đề công việc của chúng ta. Thế rồi chúng ta lại học các bạn là học làm TikTok, rồi làm live stream, rồi làm tốt cái việc trên Zalo, Facebook để chúng ta gặp có nhiều bạn bè mới, để chúng ta có chia sẻ bạn bè năm châu. Đấy, chứ không phải cứ mỗi Việt Nam ạ. Đấy là kỹ năng của bạn Mao Lý, bạn Đông Mao đã chia sẻ cho chúng ta. Đấy thì Hương sẽ tóm tắt một số cái nội dung như vậy. Và cái phần thứ hai thì Hương xin cảm ơn bạn Minh Lý. Bạn Minh Lý là rất tuyệt vời ạ. Bạn Minh Lý đã cho chúng ta biết là cô là một giáo viên về học về môn sinh. Cô rất yêu môn sinh thì cô lại yêu cái thuần thiên nhiên, tức là cô là yêu cái lục hòa, tức là ta sống hài hòa với thiên nhiên. Đây là một điều quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta bây giờ và đến đời tương lai con cháu chúng ta cũng như vậy. Thì đây là một cái vấn đề vô cùng tuyệt vời. Chúng ta hãy biết ơn. Và Minh Lý đã cho chúng ta biết là cái tấm lòng biết ơn ạ. Biết ơn những người cho ta cơ hội.
Ví dụ như anh Triệu Tâm đã đưa cái công nghệ UST về Việt Nam của chúng ta là những người sớm nhất và duy trì đến bây giờ, là chúng ta có rất nhiều đội nhóm của anh các chị trẻ đã phát huy cái năng lực này. Là cảm ơn anh Triệu Tâm, cảm ơn ngài chủ tịch đã cho chúng ta cơ hội này và cho chúng ta biết cái cơ công ty cơ hội UST để chúng ta được nối dài cánh tay cùng với ngài chủ tịch để cùng xây sở cái quay giải cứu hành tinh, bảo vệ ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Đấy là tấm lòng biết ơn của những người. Và chúng ta xây dựng một cái đội ngũ phát triển một cách trường tồn với tình yêu thương và lòng biết ơn và sự cho đi. Chúng ta hãy sống lúc nào cũng cảm thấy bình an với hạnh phúc nếu chúng ta làm được ba vấn đề này: tình yêu thương, lòng thứ hai và lòng cho đi. Đấy, lòng cho đi, không tính toán. Đó là ba vấn đề cần quan trọng. Và Hà Lý đã gửi gắm cho chúng ta qua hai bài hát ạ. Rất tuyệt vời ạ. Thứ nhất, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Và nếu ai sống cho mọi người, lòng rộng mênh mông như biển cả bao la của chúng ta. Đó là thông điệp Lý Hà, bạn Hà Lý gửi đến cho chúng ta. Và một bài hát thứ hai, hiểu và thương. Nếu chúng ta hiểu sâu, hiểu rộng thì chúng ta sẽ có tình yêu thương lớn, thì chúng ta sẽ làm được việc lớn, chúng ta sẽ giúp được nhiều người xung quanh của chúng ta có cơ hội để sở hữu công nghệ UST, hiểu về cái công nghệ của chúng ta sẽ cứu được 1,5 triệu người mỗi năm, như ngài chủ tịch Anna Tony đã tổng kết và đã tuyên bố. Và ngài làm đây là một triết lý. Mỗi một năm chúng ta cứu được 1,5 triệu người không bị tai nạn giao thông và 50 triệu người không bị tàn phế sau tai nạn. Đấy, các biết, các bạn phải biết là chúng ta vô cùng làm việc này, vô cùng dự án, vô cùng nhân đạo ạ. Chúng ta đang cho đi và chúng ta đang góp phần chung với ngài để hoàn thành một cái sứ mệnh bảo vệ nhân loại, giải cứu hành tinh. Đấy là những thông điệp mà hai vợ chồng Mao Lý đã gửi gắm cho chúng ta ngày hôm nay. Thanh Hương vô cùng xin cảm ơn và biết ơn hai bạn đã cho chúng ta những thông điệp cực kỳ giá trị và tuyệt vời về công nghệ UST, về ngài chủ tịch và về tập đoàn của chúng ta. Mong rằng trong cái thời gian còn có 2 ngày nữa thôi ạ, thì chúng ta hãy lợi dụng cái cơ hội này, chúng ta sẽ tận dụng lòng tri ân ngài chủ tịch đã cho chúng ta. Chúng ta hãy yêu thương chúng ta và yêu thương ngài chủ tịch, chúng ta hãy tham gia hỗ trợ cho mọi người, chúng ta giữ cái số cổ phần này là cái gói roi ạ, 24, tức là sau 24 giờ chúng ta tham gia 500 đô trả góp, chúng ta sẽ giữ được 20.000 cổ phần. Và sau 24 tiếng chúng ta lại một gói 500 đô phát sinh, chúng ta lại giữ được 22.500 cổ phần, tức là 1.000 đô chúng ta có 42.500 cổ phần. Tức là chúng ta đã chung tay cùng với ngài ạ, chúng ta đang phát triển từ thiện trên rộng rãi trên toàn thế giới. Chúng ta đang làm từ thiện đấy ạ, chúng ta đang cho đi đấy ạ. Thì rất là cảm ơn các bạn. Hôm nay Hương xin chúc mừng toàn thể các anh chị em, 83 cô chú anh chị còn mặt đến hiện giờ. Thanh Hương xin chúc mừng mọi người đã sở hữu cổ phần của công nghệ UST. Xin chúc mừng các bạn tự do tài chính, tự do thời gian, làm những việc mình thích. Và chúng ta có thể báo hiếu cho cha mẹ, rồi chăm sóc cho mình, cho gia đình, người thân yêu. Và chúng ta làm từ thiện cho những người xung quanh và từ thiện rộng lớn trên toàn thế giới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin gửi lại mic cho chương trình ạ. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào. Có tuyệt vời không cả nhà? Rất là năng lượng, rất là logic và rất là gương mẫu đúng không ạ? Chúng ta hãy gõ vào khung chat thật nhiều số 3 để cái thứ nhất là cảm ơn chị Thanh Hương đã giúp chúng ta tổng kết cái bài học ngày hôm nay rất là chi li và tỉ mỉ rồi. Cái ý nghĩa của lần thứ hai của cái số 3 là chúng ta sẽ nó giống như là một cái lời khen tặng cho chị Hương, bởi vì là chị quá là nghiêm túc, quá là cái thái độ trong cái công việc, ở trong cái việc là chị ở trong phòng Zoom và để chị lắng nghe và chị ghi chép tỉ mỉ để bây giờ chúng ta chị có thể là tổng kết ra được, đúng không ạ? Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và đến giờ này là chị vẫn nói chuyện rất là năng lượng. Quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Chúng ta có còn ai mong muốn được phát biểu nữa không ạ? Chúng ta hãy dành ra thời gian để cho khoảng độ 3 người nữa phát biểu và mỗi người độ khoảng 2 đến 3 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau là bật mic lên để giao lưu, nghĩa là chúng ta sẽ trực tiếp nói cái lời tri ân cảm ơn nông mao và cũng như chúc nhau ngủ ngon ạ. Vậy thì nếu mà quý vị vẫn còn muốn được phát biểu ý kiến thì chúng ta sẽ dành ra 3 người ạ, mỗi người 2 đến 3 phút ạ. Quá tuyệt vời. Minh Lý thì là một cô giáo, lúc vừa rồi là khi mà Nông Mao chia sẻ xong Minh đã vội vàng giới thiệu ngay là xin mời Minh Lý, và không có giới thiệu nhiều về về Minh Lý, nhưng mà tất nhiên là Minh Lý cũng sẽ tự giới thiệu bản thân rồi đúng không ạ, nhưng mà
có lẽ là không biết như nào đó mà mình sơ suất giới thiệu luôn để Minh Lý tiến hành nói chuyện luôn. Và đúng là một cô giáo, mặc dù chúng ta là cô giáo dạy mặc dù Minh Lý là cô giáo dạy sinh và không còn đứng ở bục giảng nữa, thế nhưng mà thực ra ấy, cái mục đích của một cô giáo là chúng ta gieo trí tuệ, đúng không ạ? Gieo những cái bài học về đạo đức, hay là gieo những cái kiến thức cho những người học sinh của mình. Thế nhưng mà Minh Lý thực tế là bây giờ ấy, hai vợ chồng Nông Mao và Minh Lý cũng cái vai trò mà mình đang làm nó cũng, hay là cái ý nghĩa, cái mục đích hướng tới nó cũng không khác gì cả, đúng không? Và mình được biết là vợ chồng Minh Lý còn có hợp tác với cả mình nhớ lần trước chia sẻ lần trước Minh Lý bảo là có cái chương trình là chúng ta đưa sách đến vùng cao, đưa trí tuệ đến vùng cao đó, đúng không? Đấy. Mình không nhớ rõ cái tên chương trình nhưng mà mình nhớ là như vậy. Nghĩa là hai vợ chồng Minh Lý luôn làm những cái việc rất là có ý nghĩa cho cộng đồng. Đúng như cái câu là làm cái gì thì phải lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh ấy, lợi cho tất cả. Thì hai vợ chồng mình Nông Mao Minh Lý mới làm. Giờ này có lẽ là cũng muộn rồi. Thực ra là cảm xúc nó cũng rất là lắng đọng, giá trị thì ai cũng nhận được và đều ghi lại. Và chị Thanh Hương thì đã tổng kết rất là rõ ràng và chi tiết rồi. Thế nên là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bật mic này, mình bật mic cho cả nhà để chúng ta không phải là phát biểu đơn lẻ nữa, mà chúng ta sẽ cả nhà bật được không? Chúng ta sẽ hô thật to, đúng không ạ? Chúng ta hãy cảm ơn hai vợ chồng Nông Mao và Minh Lý rất là tuyệt vời. Cả nhà bật được mic không ạ? Chị Tiến Minh Cảm này, ơn bác sĩ Minh này, Minh này, cảm ơn vợ chồng anh chị Long Mao Minh Lý nhá. Cảm ơn chị Long Mao Minh Lý nhá. Cảm ơn chị Tiến Minh nhiều nhá. Cả Cảm ơn nhà bác sĩ Tiến Minh. Nông Mao đang muốn nói gì cảm đúng ơn không? các Cả bạn nhà nhá. Cảm có ơn thể ban để lắng nghe xem Nông Mao đang muốn nói gì ạ? Mao Lý, cảm ơn Mao Lý nhá. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Chị Lý, khi nào mà khai trương văn phòng ở Tân Phú thì nhớ hú em nha. Hú đây nhá, không được mời đâu nhá. Chỉ hú thôi. Ta định nói gì à? Nếu mà mình coi nhau trong gia đình á thì mình hãy trao đổi thẳng thắn để là có thể là những nghiên cứu cái chuyện của anh em ở trong phòng đây với lại Mông Nam với Hà Lý á, có thể nói là có trung thực với nhau thật sự thì doanh nghiệp của ta được phát triển đó. Tuy nhiên giáo sư này nó tỏa thì để áp dụng cho thành trình theo hạt kim cương hệ thống Nông Nam Hà Lý. Tuy nhiên thì anh chị cũng có thể là học cái điều gì đó ở trong này. Đấy, từ ngày hôm nay thì Nông Nam không chia sẻ về cái vấn đề là về dự án, nhưng mà về cái cách xây dựng doanh nghiệp thôi. Đó, thế thì nếu mà anh chị coi Nông Mao và Hà Lý với lại tất cả anh chị giống như một người trong gia đình á, thì mình hãy 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 bỏ cái khoảng cách là mình là cái người giống như là người ngoài, đấy, chúng là coi giống như trong gia đình anh chị nhé. Bây giờ Nông Mao rất là thấy anh chị gần gũi và mong muốn là thấy anh chị phát biểu và mong muốn anh chị cảm nhận học được cái điều gì, và đặc biệt là mình có nên áp dụng những cái này vào trong cái doanh nghiệp của mình hay không. À, Nông Mao rất là mong muốn anh chị phát biểu những cái đó, như chị Thanh Hương, cô Thanh Hương là cô phát biểu rất là chi tiết rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là anh chị hình dung này, học là chỉ có 10% thôi anh chị nhé, hiểu mới được có 20% thôi ạ, chúng ta hành chúng ta mới được 70% đó. Vậy anh chị mình phải có cái tình yêu thương ấy thì mình cũng phải luyện anh chị ạ, luyện bằng cách là chúng ta thiền, hoặc là chúng ta hay 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 ngồi thiền ấy, là những người ngồi thiền ấy, là người quay về bên trong thì cái cách đó cũng là cái cách rất là tốt. Hoặc là mình sống ví dụ như là hình thành cái nhân cách về, ví dụ như là thậm chí là có những một số người ấy, để khởi cái lòng từ bi, mà có một số người bây giờ thức tỉnh là lâu lâu người ta ăn một bữa chay chẳng hạn, một bữa cơm chay, một những cái hành động việc thiện việc nhỏ, ví dụ là phân loại rác chẳng hạn đấy. Đó, tức là khi chúng ta phát cái ý ra thì bắt đầu nó sẽ tạo ra cái hành động, cái hành động đó nó mang cái tính thiện thì bắt đầu chúng ta cái từ bi của chúng ta sẽ lớn dần lớn dần lớn dần lên đó. Thế thì Nông Mao cũng muốn trao đổi với anh chị một chút
là ngày hôm nay Nông Mao chia sẻ như vậy anh chị có hiểu được không, hay là cái những cái giáo trình này nó không phù hợp với doanh nghiệp của mình hay là như thế nào? Đấy, Nông Mao rất là mong muốn anh chị chia sẻ những cái điều đó, và hãy coi Nông Mao và Hà Lý với lại tất cả anh chị giống như người trong gia đình anh chị nhé. Và chúng ta là một gia đình đấy ạ, chúng ta đang chung tay góp sức cùng với ngài chủ tịch đang là một gia đình đấy ạ. Xin mời anh chị ạ. Mời Trần Tâm, có Trần Tâm ra tay. Xin mời Trần Tâm. Dạ vâng, em cảm ơn chị Tuệ Minh. Em xin chào cả nhà mình. Em xin chào chị Tuệ Minh, chào anh Đông Mao, chị Minh Lý. Em là Duy Tân, chồng Thanh Tâm. Thì lúc nãy em đang ở bên văn phòng, là ở chỗ Linh đó. Cái nickname lúc nãy tên là Linh, cái máy tính bên kia. Em vừa chạy về nhà thì em cũng thấy là vợ em cũng đang ngồi trong Zoom. Thì rất là biết ơn anh rất biết ơn anh và chị và ban tổ chức đã tổ chức ra buổi Zoom ngày hôm nay rất là ý nghĩa. Thì từ trước tới nay những buổi Zoom thì chỉ mang những tính chất gọi là chia sẻ và hướng mọi người về đầu tư và làm hệ thống. Nhưng mà em cảm nhận buổi Zoom này nó giống như là buổi Zoom gia đình, buổi Zoom về tình cảm, buổi Zoom về mang cái tính là nó có thể là tâm linh tí xíu. Không biết em cảm nhận vậy mọi người có thấy đúng không ạ? Giống như là anh Mao đang nói về, với chị Lý đang nói về một cái quy luật tự nhiên và cái quá trình hình thành của tính cách, và giống như là nhân sinh tâm sinh tướng, rồi cái gốc rễ của con người, tim chạm tim đó. Em nghĩ là đơn giản như vậy thôi. Thì khi chúng ta cho đi một điều gì hay chúng ta nghĩ một điều gì, đó sẽ là một cái sự hình thành, đó sẽ là một hạt giống. Quan trọng là chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta làm gì và chúng ta cho đi điều gì. Còn chúng ta tương lai nó sẽ là điều gì thì tương lai sẽ trả lại. Nhưng mà theo em nghĩ đó, hôm nay chúng ta phát cái tâm gì, chúng ta tạo một cái giới, gì đó đi, nghĩ một điều gì, hành động một điều gì, thì nó sẽ tạo ra một cái thứ đó trong tương lai, chắc chắn là sẽ như vậy. Và bài học của anh nó rất là gần gũi, em thấy nó rất là gũi. Ví dụ về thiên nhiên, về loài vật, và con người cũng là một loài động vật thôi, nó không là gì xa xôi cả. Chúng ta đơn thuần chỉ là một loài động vật, chúng ta không chỉ để sinh ra là để tìm kiếm thức ăn, để sống cho tới hết cuộc đời để chết đi. Chúng ta sinh ra để yêu thương, để giúp đỡ, để chia sẻ, để cùng nhau phát triển và để cùng xây dựng một hành tinh tốt đẹp hơn. Và hiện tại thì chúng ta đang cùng nhau lan tỏa một giá trị rất là lớn. Không phải chúng ta làm vì tiền nữa. Nếu mà chúng ta nghĩ làm vì tiền thì không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng nếu chúng ta làm vì tâm, vì mục đích tốt đẹp hơn, vì trái đất này, vì thế hệ con cháu chúng ta, như trong những lời bài hát anh chị vừa chia sẻ, thì đó là một ý nghĩa rất là cao đẹp. Nó không có thể mà một kho vàng, kho bạc, kho núi nào mà so sánh được. Thì em Tân cũng xin chia sẻ một số suy nghĩ của em Tân, cũng mong là các anh chị ủng hộ em Tân, và em xin Tân xin hết ạ. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Rồi, rất là biết ơn em Tân. Rất là cảm ơn đấy ạ. Là Nông Mao rất là hạnh phúc và ơn em. Cái thông điệp của bài chia sẻ ngày hôm nay thì Nông Mao và Hà Lý cũng mong muốn điều đó đấy ạ. Và chúng ta đã đào tạo về tài chính quá nhiều rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã đầu tư quá nhiều rồi. Nhưng mà anh chị có biết không ạ? Hiện nay á, là giống như em Trần Tân em nói đấy, thì cái thế giới này biến động quá nhiều rồi, đúng không ạ? Biến động quá nhiều rồi. Và những cái tác động của biến đổi khí hậu á, thì bây giờ nó tác động đến cái đời sống của mình quá nhiều đấy, thay đổi quá nhiều đấy. Đấy, thế thì nếu như anh chị mà đào tạo chuyên sâu cho hệ thống của mình, biết đến hướng đến bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ bà mẹ trái đất ấy, thì từ đó cái động lực thúc đẩy bên trong nó rất là lớn ạ. Nó hơn vượt thoát cả tiền bạc anh chị ạ. Đấy, giống như ngài chủ tịch ấy ạ. Ngài chủ tịch làm không phải vì tiền đâu ạ. Ngài chủ tịch làm là vì để cứu nhân loại đấy ạ. Nếu anh chị mà có được cái tình yêu đó, có được cái giá trị cốt lõi đó nằm ở trong sâu tâm trí bản thân mình ấy, trong khối óc, trong cái hành động, trong cái hành vi của mình ấy, thì anh chị sẽ làm việc rất là tốt ạ.
Và anh Mao rất là biết ơn em Tâm đã có những cái bài phát biểu tổng kết rất là hay. Và Nông Mao rất là muốn truyền cái thông điệp đấy cho đội nhóm của mình, cho tổ chức của mình. Đó. Thế thì Nông Mao muốn biết cái bài phát biểu của chỗ bạn Bình đi, bạn Bình ở chỗ trên đấy, cho bạn Ngọc Bình ấy, thì cái bạn Ngọc Bình thì Nông Mao cũng theo dõi rất là nhiều và rất là chăm chú buổi học ngày hôm nay, thì chỗ bạn Bình bạn phát biểu một chút ạ. Cảm ơn Nông Mao với Hà Lý rất là nhiều. Ngọc Bình thì cũng rất là muốn phát biểu ấy mà mấy ngày nay là bị nhiệt miệng với lại bị đau răng cứ ngồi nghe từ đầu đến cuối, nhưng tuy nhiên thì hôm nay chúng cũng sẽ cố gắng để phát biểu đôi chút. Lời đầu tiên thì Ngọc Bình xin gửi lời chào đến 68 quý cô chú anh chị đang còn rất là chăm chú đón nhận được cái cơ hội, cái giá trị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và rất là tình cờ Ngọc Bình rất thích con số 68 đấy ạ. Quý vị thấy không ạ? Trong các cái buổi live stream thì Ngọc Bình luôn luôn mà quý vị hãy ủng hộ Ngọc Bình bằng con số 68 là một con số phát lộc. Và chắc chắn hôm nay thì tất cả quý vị ở đây thì chúng ta thấy một con số vô cùng tuyệt vời, thì quý vị sẽ rất là phát lộc. Và cảm ơn sự chia sẻ của Long Mao với lại Hà Lý. Ngọc Bình rất là ấn tượng trong bài chia sẻ ngày hôm nay, và Ngọc Bình cũng nhận được giá trị. Đó là cái bài học từ con ngỗng trời. Thực ra là Ngọc Bình thì cũng đã xem những cái chương trình Thế giới động vật. Ngọc Bình cũng biết được những cái câu trả lời mà anh Long Mao với lại Hà Lý đưa ra. Thì cũng rất là cảm ơn anh Long Mao với Hà Lý cũng tặng cho Ngọc Bình món quà rất là giá trị. Và cái điều quan trọng hơn thì Ngọc Bình cảm thấy như thế này ạ. Mình cảm nhận được với chỗ anh Long Mao với lại chị Hà Lý có một cái sự chia sẻ thực sự là rất là đơn giản, dễ hiểu và gần gũi, và nó đi vào cái tình cảm. Ngọc Bình cảm nhận được cái tình cảm giữa con người với con người. Và Bình không biết là Bình có cảm nhận điều này không biết có đúng không, thì quý vị cũng có cho Ngọc Bình ý kiến nhé. Bình cảm nhận được chỗ anh Long Mao, chị Hà Lý là có một cái sợi chỉ đang đâu đó đang liên kết giữa cái hệ thống với nhau. Có lẽ Bình nói ở đây thì chắc là quý vị cũng đã hiểu một khía cạnh nào đó, đúng không ạ? Ngọc Bình cũng không tiện nói ra. Đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì qua cái câu chuyện đấy thì chỉ có chúng ta đoàn kết, chúng ta đang chung một cái mái nhà, đó là tập đoàn UT. Thì chúng ta cũng muốn đi xa thì chúng ta chung tay và chúng ta không còn khoảng cách nữa. Và rất có thể đâu đó thì quý vị cũng đã thấy rồi, một số anh chị em thì cũng đang từ cái việc mà làm việc với tập đoàn, sau đó thì trên cái thị trường tài chính thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Cạm bẫy răng ra rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sa chân vào cái cạm bẫy là điều đương nhiên. Nhưng Ngọc Bình cảm nhận một cái điều rằng là có thể chăng là sau cái Zoom này chúng ta hãy đón nhận lại các anh chị em vào hệ thống của chúng ta, và chúng ta hãy cùng chung tay để lan tỏa cơ hội UT. Thì đây là cái cảm nhận riêng của Ngọc Bình, thì không biết là chỗ anh Long Mao, chị Hà Lý có cảm nhận như vậy không. Ngọc Bình cũng đã rất là theo sát và cũng rất là đáng tiếc cho một số anh chị em thực sự là đang đón nhận được cái gốc rễ của tập đoàn UT rồi, nhưng tuy nhiên vì một cái lý do nào đó thì lại rẽ ngang, đúng không ạ? Chúng ta không đủ lòng tin này, hay là chúng ta không đủ kiên trì, hay là chúng ta không có từ cái xuất phát từ cái trái tim, đã bị rẽ ngang sang một cái con đường nào đó. Tuy nhiên thì đó là cái lựa chọn của họ thôi. Thì họ cũng đã nhận được những cái giá trị rồi. Thì phải chăng là sau buổi Zoom này thì chúng ta có một cái buổi Zoom tiếp theo, hy vọng rằng là cho anh Long Mao với chị Hà Lý sẽ kết nối này, những anh chị em mà đã có thể là đã xa chân vào cạm bẫy tài chính. Nên Ngọc Bình cứ nói vậy, không biết lý do gì, nhưng mà đại loại là đã xa chân cạm bẫy tài chính, chúng ta hãy dang rộng vòng tay ra, đúng không ạ? Chúng ta hãy quay trở lại cộng đồng đi, vì chúng ta cùng nhau lan tỏa đi ạ. Còn Ngọc Bình thì thấy rằng một điều này ạ, cái mấu chốt ở vấn đề đây thì mình tổng kết lại một chút thì không biết là có đúng ý với anh Long Mao, chị Hà Lý không, quý vị không, đó là gì ạ? Trị giá thì đúng không ạ, giá trị thì bằng trị giá, nên là chúng ta cứ nâng cấp bản thân chúng ta lên, trao giá trị cho cộng đồng. Và chính vì cái điều này Ngọc Bình nhận thấy đây là Ngọc Bình cũng thấy cái sự phát triển trong con người mình rất là lớn. Tại sao là Ngọc Bình cứ đưa ra một cái chương trình gọi là đào tạo một chuỗi live stream cho anh chị em, và qua những cái đào tạo đấy anh chị em thành công là Ngọc Bình rất là vui. Đó, Ngọc Bình rất là vui, và đặc biệt là cũng có anh chị em trong đội nhóm của anh Long Mao với chị Hà Lý, như là em Trang, không biết có mặt đây không ạ? Em Thu Trang, rồi tất cả nhiều anh chị em rất là trưởng thành. Và cái sự mạnh dạn, sự tự tin thì có lẽ chăng là chúng ta cứ giống như con nhím đi, đúng không? Chúng ta giống như con nhím, chúng ta mạnh ở đâu chúng ta giúp đỡ ở đó. Thì Ngọc Bình thấy rằng là Ngọc Bình mạnh live stream, Ngọc Bình mạnh ở YouTube thì Ngọc Bình giúp đỡ thôi. Đấy là một cách suy nghĩ đơn giản của Ngọc Bình. Mặc dù rất là muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng tuy nhiên cũng là muộn rồi.
và cũng cộng thêm cái chút gọi là, nói chung là mình thành công thì không có lý do, nhưng hôm nay thực sự là cũng hơi đau răng, nhiệt miệng nó cũng lở loét mấy hôm nay, nên cũng cố gắng nói một chút cái tâm trạng như vậy. Cảm ơn Long Mao với Hà Lý rất là giá trị, và hy vọng rằng sau buổi Zoom này chúng ta hãy kết nối lại những anh chị em nhé, cũng đã cùng một cái ngôi nhà với chúng ta rồi, chúng ta cũng đừng xa họ đúng không ạ, họ cũng đã có giá trị rồi. Xin cảm ơn. Rồi. Ngọc Bình uống bột sắn dây nhá, Ngọc Bình uống bột sắn dây nhiều nhá, đỡ nhiệt miệng nhá. Uống xong má nhá, hai cái vấn đề là khỏi đấy. Tất cả quý vị các bạn có một giấc ngủ thật ngon, và chúng ta sẽ phần của tập đoàn nhé. Và con số 68 này sau quý vị đấy ạ. Và xin cảm ơn. Cảm ơn Ngọc Bình. Cảm ơn Ngọc Bình rất là nhiều. Ngọc Bình với lại cả nhà mình ấy có biết tới nay tại sao Đông Mao lại đưa ra những cái ví dụ từ con vật không ạ? Long Mao cho Ngọc Bình xin chia sẻ một chút nữa. Vì Ngọc Bình thấy một cái câu chuyện con ngỗng đấy ạ. À. Một con rơi xuống không biết bị bắn hay là gì đó đúng không? Nhưng mà ngay lập tức là hai con nó ở lại, đến khi mà con kia nó lìa đời rồi thì bắt đầu nó mới bay đi. Thế thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không dang rộng vòng tay để đón chờ các anh chị em quay trở lại đúng không ạ? Đấy là mình cảm nhận vậy. Xin cảm ơn. Rồi, Long Mao sẽ gieo hạt tới một anh chị nữa. Câu trả lời cái lý do lớn nhất tối nay tại sao Long Mao lại đưa những con vật ra để mà chia sẻ cho anh chị. Anh chị nào trả lời câu hỏi này đúng thì anh Mao sẽ gieo hạt cho anh chị. Em chuyển qua cho trọng thì nó còn 5 ngày nữa đấy. Rồi, bảo tồn thiên nhiên động vật anh Mao ơi. Rồi. Còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? Còn có trả lời nào khác nữa không ạ? Anh chị nào trả lời đúng thì ta sẽ tặng một cuốn sách Đắc Nhân Tâm cũng được, một cuốn sách Đắc Nhân Tâm nhé. Ok, Đắc Nhân Tâm. Con vật thương yêu ngài thì con người ra lại không thương nhau. Chưa đúng. Sự đoàn kết. Tại sao tối nay Long Mao lại lấy ví dụ các con vật để chia sẻ cho anh chị? Đoàn kết là sức mạnh anh Mao ơi. Chưa đúng ạ. Anh chị tư duy một chút. Chị tự